Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam cùng tất cả quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa làm lễ chào quốc kỳ quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Bắt đầu. Đại quân. Yeah. Vào đây. Vào. Niệm cho biết kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân
Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đề tang và quý đồng nhiệm an tọa. Tôi, Trưởng tướng Kim Huỳnh, xin trân trọng kính chào Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và Phu Nhân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, kính chào quý đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Hôm nay là ngày 26 tháng 11 năm 2020, tại diễn đàn chính Tổng thống Đào Minh Quân ban hồ sơ trưng cầu dân ý đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi xin thành kính trang nghiêm dâng lời cầu nguyện. Chúng con là các thành viên đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Xin lại đấng tối cao, Thượng Đế, Trời Phật và hồn thiên sông núi, các bậc tiền nhân, anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phò hộ độ trì, ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình, thịnh trị của thời Thượng Nguyên Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính, sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh, đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng. Lời cầu nguyện vừa chấm dứt, kính mời tất cả quý vị cùng bắt đầu vào chương trình hôm nay. Kính mời quý vị. Mở đầu chương trình như thường lệ, chúng tôi kính mời tất cả quý vị cùng nghe bài hát quen thuộc, đó là bài hát Việt Nam Đào Minh Quân. Kính mời quý vị cùng nghe. Đào Minh Quân, anh hùng cứu nghề dân biển, quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước. Một lần thề dân chiến đấu không ngại ngừng vì nước hy sinh cho một tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân vẫn đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam Đào Minh Quân xây cơ đồ sông núi, anh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Đào Minh Quân anh hùng cứu nghề dân biển, ngày ngày chung lo việc nước. Một lời thề dân chiến đấu không ngại ngần vì nước hy sinh cho muôn người tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân vẫn đang chờ ngày vui
anh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu, ánh dương sẽ chiếu rọi toàn đất nước Việt Nam của chúng ta và lan tỏa khắp thế giới, như tất cả những lần trước chúng tôi đều cho tất cả quý đồng bào đều biết rằng dân tộc Việt Nam của chúng ta có một ánh dương sẽ soi rọi toàn nước Việt Nam và lan tỏa khắp thế giới. Ánh sáng đó là ánh sáng do Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân soi rọi toàn đất nước Việt Nam của chúng ta. Ngài là một vì sao bắt đầu, Ngài sẽ dẫn toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta đi về một cuộc đời tươi sáng nhất cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Vì gần 100 năm nay, Cộng sản Việt Nam đã đàn áp, đè đầu cởi cổ người dân Việt Nam. Chúng ta, tất cả toàn dân Việt Nam đều sống trong màn đêm u tối. Nhưng mà những ngày sắp tới, toàn dân Việt Nam của chúng ta sẽ có một tia sáng soi rọi cả nước Việt Nam. Tia sáng đó sẽ xóa tan đi bóng đêm tăm tối mà Cộng sản Việt Nam đang đem đến cho toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta. Ngài là một vị tinh tú mà Thượng Đế Trời Phật đã đưa xuống thế gian này để cứu toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta. Cho nên người dân Việt Nam đừng thờ ơ mà chúng ta biết rằng chúng ta đang được cứu. Toàn dân Việt Nam đang sống dưới một cái chế độ tàn ác vô nhân tính, mà khởi đầu là do Tàu Cộng đã đưa một cái tên gián điệp Tàu Cộng là Hồ Chí Minh gài vào đất nước Việt Nam của chúng ta, và Hồ Chí Minh đi ra từ hang Bắc Bó và cướp cái miền Bắc Việt Nam của chúng ta. Trước đó thì lá cờ vàng ba sọc đỏ đã hiển hiện ở tại miền Bắc và toàn nước Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà từ ngày Cộng sản Việt Nam đã làm tai sai cho Tàu Cộng, đã cho cái tên gián điệp Hồ Chí Minh vào đất nước Việt Nam và cướp miền Bắc, cho nên từ chỗ đó cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta phải bị xếp lại. Cho nên chúng ta nói rằng Việt Nam Cộng Hòa đã bị chôn nhưng chưa chết, và những ngày sắp tới thì Việt Nam Cộng Hòa sẽ bừng sống lại. Vì Việt Nam Cộng Hòa bị chôn nhưng chưa chết, thành ra tất cả những người dân Việt Nam của chúng ta hãy vui mừng và cùng chung vai góp sức lại, đoàn kết lại dưới lá phiếu trưng cầu dân ý, thì chúng ta sẽ đạt được niềm mơ ước mà từ bao lâu nay dân tộc Việt Nam của chúng ta mơ nhưng mà chưa có thấy được. Nhưng chúng ta sẽ thấy ánh sáng đó sẽ soi rọi đến nước Việt Nam của chúng ta. Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, Ngài là tia sáng của sao Bắc Đẩu, và Ngài sẽ đem đến cho toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta một cái nền tự do no ấm mà từ nào đến giờ chúng ta mơ mà chưa có được. Nhưng cái niềm mơ ước đó sẽ thành sự thật, và chúng ta hãy vui mừng để đón chào cái tia sáng ở cuối đường hầm mà đất nước Việt Nam của chúng ta đã sống trong màn đêm tăm tối từ bao lâu nay dưới cái chế độ tàn ác vô nhân tính của Cộng sản Việt Nam. Vì toàn dân Việt Nam từ ngày mà Cộng sản chiếm miền Bắc rồi sau đó lan tràn vào miền Nam, thì người dân có mắt như mù, có phải không quý vị? Thấy nhưng mà coi như không thấy gì cả. Vì chúng đã đè đầu cởi cổ người dân đến nỗi mà người dân có mắt thì như mù, có miệng như câm và có tai như điếc. Đó là chính xác đối với những người dân Việt Nam của chúng ta đang bị Cộng sản Việt Nam cai trị dưới bàn tay sắc máu của Cộng sản Tàu. Hôm nay chúng tôi sẽ phổ biến cho tất cả quý vị nghe lại cái bài mà chúng tôi cũng đã đọc từ lâu cho tất cả quý vị cùng nghe. Nhưng hôm nay chúng tôi xin nhắc lại là phải làm gì với tên tội phạm khủng bố nguy hiểm nhất thế giới này. Và cái tên tội phạm khủng bố nguy hiểm nhất thế giới là ai, quý vị có còn nhớ không? Đó là tên Tô Lâm. Tên Tô Lâm đã một cái thời gian mà tất cả ở trên diễn đàn xã hội đều nhắc đến cái tên Tô Lâm này, là tên Tô Lâm đã là một cái tên
một cái tên khủng bố mà nguy hiểm nhất thế giới. Vì ở tại Việt Nam mà dám đưa những cái tay sai đi qua nước Đức để mà bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đó quý vị. Và cũng tên Tô Lâm này gán cho ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là khủng bố. Nhưng cuối cùng chính hắn lại là bị cái tội khủng bố. Vì mà nó quan trọng nhất là gán cho người ta cái tội khủng bố, nhưng mà chính hắn lại là tên khủng bố mà nguy hiểm nhất thế giới nha quý vị. Cho nên hôm nay chúng tôi cũng nhắc lại cái tên Tô Lâm này để cho tất cả quý đồng bào Việt Nam của chúng ta đừng bao giờ quên những cái thảm trạng ở đất nước Việt Nam chúng ta phải gánh chịu vì Cộng sản Việt Nam chúng nó vô cùng ác độc chứ không có đơn giản. Cho nên người dân Việt Nam đừng có thờ ơ và đừng có làm ngơ với những chuyện này, vì chúng ta phải nhớ để khắc ghi trong lòng mà chúng ta phải làm thế nào để thoát khỏi một cái chế độ tàn ác vô nhân tính. Và trong chương trình hôm nay chúng tôi cũng sẽ đọc cho quý vị nghe một bài của đồng nhiệm viết, và cái tựa đề là Duy Thật Là Cộng. Thì cái bài viết cũng rất là hay, cho nên tất cả chúng tôi muốn phổ biến đến cho quý đồng bào để lúc nào mình cũng phải nằm lòng là chế độ Cộng sản chúng nó không bao giờ tha thứ cho người dân Việt Nam, và chúng nó dùng người dân Việt Nam để nuôi chúng nó mặc thay. Cho nên từ chỗ đó chúng nó dùng những cái câu mỹ miều mà người dân Việt Nam của chúng ta rất là tội nghiệp lắm, tưởng là thật nhưng thật sự chúng ta nghĩ ngược lại thì mới đúng. Còn nếu mà chúng ta nghĩ theo những gì chúng nó nói thì là tội nghiệp cho người dân lắm. Vì có phải chúng nó nói rằng người dân á là làm chủ và chúng nó là đầy tớ không quý vị? Chúng nó nói chúng nó là đầy tớ của nhân dân, phải không? Nhưng mà quý vị nghĩ thử xem, cái người đầy tớ mà giàu sụ, nhà lầu và biệt thự nghĩa là cao ngất, con cái thì đi sang nước ngoài sống một cuộc đời vương giả đế vương, và người dân á thì đói khổ lầm than, miếng cơm kiếm ăn hàng ngày cũng không có đủ nữa đó quý vị. Rất là tội nghiệp luôn. Ngay cả những cái thế hệ trẻ, trẻ em bây giờ rất là đau lòng. Mà quý vị có biết cái thế hệ trẻ con em của chúng ta là mầm non của đất nước không quý vị? Và tương lai của đất nước có tồn tại bền vững hay không là do những thế hệ trẻ này. Nhưng chúng nó đã muốn giết cả thế hệ trẻ. Và những trẻ em bây giờ rất là đói khổ và rách rưới. Thậm chí có những bức hình chúng tôi nhìn thấy các em đi học ở trong vùng sâu, vùng xa, không có cầu để qua sông mà phải đu dây qua sông đó. Quý vị thấy có tội nghiệp, có thảm thương hay không? Và những em nhỏ thì cầm những tờ giấy số đi bán, không được đi học, không được đến trường. Nhưng mà em muốn đi học đến trường thì em lại bị mẹ em đánh đó quý vị. Quý vị thấy không? Cái chế độ Cộng sản Việt Nam họ tàn ác đến độ mà bây giờ họ gieo cho người dân cái sự khổ sở, đói khổ đến độ mà những người ở trong gia đình cũng không có thương nhau nữa. Vì sao quý vị biết hay không? Vì đói đó quý vị. Vì đói quá cho nên là cái đạo đức của con người từ từ nó dần mất đi. Cho nên đó là cái sự nguy hiểm nhất của một cái chế độ mà tàn ác vô nhân tính. Đó là chế độ Cộng sản, là Cộng sản Việt Nam bây giờ ở tại đất nước Việt Nam. Và núp sau lưng của Cộng sản Việt Nam là Cộng sản Tàu đó quý vị. Vì chúng ta nhìn thử xem, người Việt Nam của chúng ta bây giờ đã mấy chục năm rồi, trên 45 năm ở tại miền Nam. Quý vị xem coi người Việt Nam có chế tạo được cái gì không quý vị? Không có đâu, không có. Và từ hồi trong chiến tranh á, là ở ngoài, ở trong miền Nam rồi ở ngoài miền Bắc mà chúng nó đã lập ra Cộng sản miền Nam ở tại trong Nam đó. Thì quý vị xem những cái vũ khí mà những cái người bộ đội mà đi hoặc là Cộng sản miền Nam mà núp ở trong dân đó, và dùng những cái vũ khí của ai chế tạo quý vị? Của Cộng sản Tàu đó quý vị. Cho nên từ chỗ đó chúng ta biết đằng sau lưng của Cộng sản Việt Nam là Tàu Cộng. Là Tàu Cộng. Lúc trước thì có Liên Xô nữa quý vị, nhưng mà bây giờ thì là Tàu Cộng đứng đằng sau Việt Nam. Nhưng mà
những ai mà theo cái chế độ cộng sản thì bảo đảm là những người đó không còn cái nhân tính nữa quý vị. Vì cái chế độ này nó là một chính sách, cho nên từ chỗ đó không riêng gì ai cả, nếu ai mà theo chế độ cộng sản đều là phải đi theo cái con đường ác độc cả. Cho nên đó là tại sao Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, Ngài đã kêu gọi tất cả những người nào đã theo chế độ cộng sản, nếu mà lỡ là lầm mà đi theo cái con đường đó thì nên quay về với chính nghĩa quốc gia. Vì quý vị là những người dân của Việt Nam, quý vị là người Việt Nam, cho nên quý vị không có thể nào mà làm tay sai cho giặc được. Và quý vị phải nghĩ đến một cái vấn đề quan trọng nhất, đó là gia đình của quý vị, con em của quý vị, con cháu của quý vị sau này sẽ không sống nổi dưới một cái chế độ của Cộng sản Tàu đâu quý vị. Vì mật nghị thành đô nó đã thực hiện, và những ngày sắp tới thì Việt Nam sẽ hoàn toàn biến thành một cái quận lỵ của Tàu. Đó là sự thật nha quý vị. Cho nên người dân Việt Nam đừng có thờ ơ, vì tương lai của con em quý vị, con cháu quý vị, các thế hệ sau này sẽ không còn được sống dưới một cái chế độ Cộng sản Tàu tàn ác đâu quý vị. Vì bao nhiêu đời xưa là nước Tàu lúc nào cũng muốn chiếm nước Việt Nam của chúng ta, nhưng mà tổ tiên của chúng ta, cha ông của chúng ta đã có công dựng nước và giữ nước, cho đến ngày hôm nay vẫn còn cái đất nước Việt Nam trên bản đồ thế giới. Cho nên nhiều người người ta nói Việt Nam Cộng Hòa ở đâu? Việt Nam Cộng Hòa là ở nước Việt Nam. Cộng sản Việt Nam đang cướp nước Việt Nam của chúng tôi. Cho nên những ngày sắp tới, Việt Nam Cộng Hòa sẽ quay trở về quê hương và Cộng sản phải bị tận diệt. Cho nên tất cả những ai đã theo chế độ Cộng sản thì hãy mau mau quay trở về với chính nghĩa quốc gia. Vì tất cả những người nào mà mở miệng ra nói tôi là người Việt, nói tiếng Việt, ngoại trừ những người Tàu mà qua nước Việt Nam rồi học cái tiếng Việt rồi nói tiếng Việt, những người đó chúng tôi không có cần biết. Nhưng mà những người đó là phải biết rằng nếu muốn làm dân Việt Nam thì chính quý vị cũng phải trưng cầu dân ý để quý vị nói rằng chúng tôi muốn sống ở một cái chế độ tự do. Nhưng mà đó là một cái chính sách của Đề Tam Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi nghĩ rằng người Tàu phải quay về nước Tàu đó quý vị. Và khoa học bây giờ tiến bộ lắm, cho nên đừng có nghĩ là quý vị nói tiếng Việt Nam, học tiếng Việt Nam là quý vị không có bị phát hiện ra quý vị là người Tàu nha quý vị. Cho nên từ chỗ đó, tất cả những người nào chúng ta thật sự là chúng ta là những con người thì chúng ta phải bằng sự thật quý vị, không có được gian dối. Và chế độ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, Ngài đã dùng cái sách lược là duy thật lập cộng, tất cả bằng sự thật và quay trở về với con người chân thật chứ không có giả dối. Vì Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng giả dối, cho nên lừa gạt người dân. Và sắp tới đây, những ai mà quen cái thói của Cộng sản là giả dối thì những người đó sẽ bị loại ra khỏi cái xã hội mà chân chính đó quý vị. Cho nên hiện tại chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đang kêu gọi toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta hãy quay về với con người thật của người Việt Nam, là lúc nào người Việt Nam cũng thật thà, chất phác và có cái nhân tính rất là cao quý. Cho nên từ chỗ đó, thời gian này người dân Việt Nam hãy thể hiện cái bản tính đạo đức của con người Việt Nam để chúng ta có được một nền tự do no ấm do Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo. Và Ngài là một vị anh minh tài đức, và Ngài sáng suốt để đem dân tộc Việt Nam của chúng ta đi vào một cái kỷ nguyên mới, đó là kỷ nguyên tân dân chủ, và sẽ bước vào thời thượng ngôn thánh đức. Toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta sẽ rất hạnh phúc
khi mà chúng ta đang có một vị lãnh đạo anh minh tài đức là do Thượng Đế Trời Phật đã muốn cứu toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta, cho nên mới cho Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân hiện diện trên cõi đời này để cứu người dân Việt Nam đó quý vị. Vì qua cái tiểu sử của Ngài là cả một cái giai đoạn chúng ta không thể tưởng tượng được, mà Ngài, chỉ có Ngài là mới cứu được dân tộc Việt Nam mà thôi. Và chỉ có Ngài thì trời Phật mới ban cho toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta. Vì Ngài trải qua những cái giai đoạn nguy hiểm trong cuộc đời Ngài, nhưng Ngài vẫn bình yên vô sự. Cho nên từ chỗ đó, nếu không có bàn tay của Thượng Đế Trời Phật thì ngày hôm nay chúng ta không có Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đâu quý vị. Vì cả một cái giai đoạn dài rất là trường kỳ mà Ngài đã kiên trì, Ngài liên lũy đấu tranh để đem nền tự do no ấm cho toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta. Mà người dân Việt Nam của chúng ta nếu đã ai mà đã biết rồi thì nên phổ biến cho tất cả những người chung quanh để nói rằng chúng ta đã được cứu rồi. Chúng ta chỉ cần làm bổn phận trách nhiệm của mình là trưng cầu dân ý để đưa nền tự do no ấm về trên đất nước Việt Nam của chúng ta do Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo nha quý vị. Cho nên đó là những lời mà chúng tôi muốn phổ biến cho toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta. Ngay cả những người đã lầm đường đi theo chế độ cộng sản thì cũng hãy trưng cầu dân ý, để tất cả quý vị là những người con dân của nước Việt thì chúng ta đều là anh em một nhà, Nam Trung Bắc dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ. Ba sọc đỏ là ba miền của đất nước Việt Nam, miền Bắc, miền Trung và miền Nam, máu đỏ da vàng. Chúng ta hãy thương yêu nhau, đoàn kết với nhau. Vì nếu chúng ta không thương yêu nhau, đoàn kết với nhau thì chắc chắn không ai giúp chúng ta đâu quý vị. Chúng ta phải tự cứu chúng ta mà thôi. Thì quý vị có biết ở trong cái trận mà ở nước Nhật á, ở trong cái trận tsunami mà mấy năm về trước đó quý vị, khi mà cái trận tsunami xảy ra ở trên nước Nhật, coi như là những cái mái nhà tất cả là đều xóa sạch qua cái trận lũ đó. Nhưng mà quý vị, chỉ có một lời kêu gọi của một vị một cái vị mà tổng thống ở nước Nhật đó, thì Nhật Hoàng lúc đó là một cái vị lãnh đạo của nước Nhật đó, thì quý vị biết á, là nói một câu như thế này: hãy vực dậy, nếu chúng ta không cứu chúng ta thì không ai cứu chúng ta đâu. Thì quý vị biết sau đó đó là tất cả những người nào mà không có bị ở cái vùng nào mà không có bị tsunami đó, thì những cái vị mà giàu có đó đem hết tất cả những cái lương thực thực phẩm mà của công ty của mình ra đó và ban phát hết cho toàn dân ở nước Nhật. Và sau đó thì nước Nhật quay trở lại bình thường, vực dậy rất là nhanh chóng. Thì quý vị biết đó, là đó là cái tình đoàn kết của một dân tộc. Thì Việt Nam của chúng ta hiện tại, mặc dù là chúng ta bị nạn lụt, nhưng mà nó cũng chưa đến nổi như cái tsunami của nước Nhật tàn phá rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta đang bị hòa nạn cộng sản, nó còn ghê khiếp hơn là nạn tsunami nữa quý vị. Vì sao quý vị biết hay không? Vì cả dân tộc Việt Nam sẽ bị tiêu diệt dưới bàn tay sắc máu của cộng sản Tàu đó. Vì cộng sản Tàu, chúng nó muốn lấy đất chứ chúng nó không có cần dân. Cho nên người dân Việt Nam của chúng ta không bao giờ được tồn tại khi mà cộng sản Tàu đã biến nước Việt Nam thành một quận lỵ của Tàu. Vì lý do đó cho nên là mặc dù chúng nó đang âm ỉ gặm nhấm đất nước Việt Nam của chúng ta âm thầm, nhưng nếu chúng ta đã biết được thì phải nói với nhau và nhanh tay lên để chúng ta tự cứu bản thân chúng ta, gia đình và con em của chúng ta ở các thế hệ về sau nữa.
Cho nên đây là cái giai đoạn mình nhìn là tưởng là yên bình, nhưng mà nó rất khốc liệt lắm đó quý vị, rất là khốc liệt. Cho nên nếu chúng ta chậm tay thì chúng ta sẽ bị họa diệt vong từ Tàu Cộng. Cho nên tất cả người dân Việt Nam của chúng ta hãy ý thức và nói lên tiếng nói của mình bằng lá phiếu trưng cầu dân ý. Và chúng ta chỉ cần vào Google đánh ba chữ www.trưngcầudânýt viết tắt .us, hoặc là chúng ta vào Google đánh ba chữ www.trưngcầudânýt viết tắt .info. Info là y ngắn. Trưng cầu dân ý viết tắt .info. Info chúng tôi đánh vần là y ngắn NFO. Hoặc là chúng ta vào Google đánh ba chữ www.vietnamcộnghoa viết tắt số 3.com. Ba cái link đó rất là ngắn, cho nên quý vị vào đó trưng cầu dân ý, chúng ta ghi những cái chi tiết của cá nhân chúng ta vào đó rồi gửi đi, sẽ có số số căn cước rồi ghi lại để giữ lấy. Khi mà Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa về thì sẽ có thẻ căn cước cho tất cả quý vị. Cho nên từ chỗ đó người dân Việt Nam của chúng ta hãy nhanh tay lên trưng cầu dân ý. Vì nếu chúng ta không có làm cái bổn phận và trách nhiệm của chúng ta thì sau này đến một ngày dù cho chúng ta muốn làm cũng không trở tay kịp. Vì Việt Nam của chúng ta có cái câu là đừng có để nước tới trôn mới nhảy. Và khi nước tới trôn thì không có thể nhảy kịp quý vị. Cho nên hiện tại là thời gian này, Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, Ngài đang chờ đợi toàn dân Việt Nam của chúng ta hãy nói lên cái nguyện vọng của mình và hãy làm bổn phận và trách nhiệm của người con dân nước Việt. Vì ở đây, ở hải ngoại, tại Hoa Kỳ, Ngài đã làm sẵn cho toàn dân Việt Nam và Ngài đã cho chúng ta biết cái bộ mặt giả trá của Cộng sản Việt Nam là muốn đem Hồ Chí Minh ra vinh danh là danh nhân thế giới, nhưng đã bị Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lột cái bộ mặt của Hồ Chí Minh là Tàu Cộng đó quý vị. Vì chúng nó đã lừa gạt người dân Việt Nam và nói Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc. Nhưng mà thật sự Nguyễn Ái Quốc là đã chết rồi năm 1930 tại Thư viện Hồng Kông. Và hiện tại thì Nguyễn Ái Quốc đã còn cái thẻ căn cước khi mà sang Pháp để xin việc làm, xin làm thông ngôn cho Pháp. Thì Pháp đã cho Nguyễn Ái Quốc làm cái thẻ căn cước, và trong đó thì Nguyễn Ái Quốc có dấu lăn tay. Và cái thẻ căn cước đó vẫn còn giữ ở tại sở liêm phóng của Pháp. Cho nên từ chỗ đó khi mà Cộng sản Việt Nam muốn đem Hồ Chí Minh ra vinh danh làm danh nhân thế giới thì Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân chỉ yêu cầu một cái điều kiện nhỏ thôi, đó là phải chứng minh cái dấu lăng tay của Hồ Chí Minh đang nằm tại Lăng Ba Đình là một với dấu lăng tay của Nguyễn Ái Quốc đang còn giữ ở trong thẻ căn cước tại sở liêm phóng của Pháp. Hồ Chí Minh không chứng minh được, vì hai người làm sao có cùng một dấu lăng tay được quý vị. Và khoa học cũng đã chứng minh là cái người chết dấu lăng tay cũng vẫn y như vậy đó quý vị. Từ chỗ đó cho nên là Cộng sản Việt Nam không chứng minh được Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc. Và cái hồ sơ xin vinh danh Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới đã bị quăng vào sọt rác. Nhưng mà ở tại Việt Nam, Cộng sản lúc nào cũng lừa dối người dân và giấu nhẹm cái chuyện này. Cho nên người dân Việt Nam đã biết được chuyện này thì chắc chắn là người dân Việt Nam không bao giờ chấp nhận Hồ Chí Minh là một tên Tàu Cộng mà lại là cha già dân tộc của đất nước Việt Nam. Cho nên chắc chắn người dân Việt Nam không bao giờ chấp nhận, vì đó là một điều sỉ nhục đối với người dân Việt Nam, chứ không phải là tầm thường đơn giản nha quý vị. Vì đất nước Việt Nam của chúng ta đã có gần 5.000 năm văn hiến, và
tổ tiên cha ông của chúng ta đã dựng nước và giữ nước rất là qua những cái thời kỳ rất là khổ nhọc, mà hiện tại bây giờ tự nhiên Hồ Chí Minh lại nhảy vào nước Việt Nam và làm cha già dân tộc, điều đó không thể chấp nhận được. Tất cả những người dân Việt Nam của chúng ta không bao giờ chấp nhận điều đó. Nhưng mà tại vì Cộng sản ở tại nước Việt Nam thì lúc nào cũng che mờ, không có cho người dân thấy được. Và chúng nó đã dùng những cái mưu ma trước quỷ để che đậy và lừa dối người dân Việt Nam. Từ chỗ đó, người dân Việt Nam bây giờ chúng ta không có thờ ơ nữa và chúng ta không có mê mờ u tối nữa. Vì hiện tại ở tại đất nước Việt Nam, chúng ta đã có hệ thống của mạng xã hội, của cái hệ thống Internet của thế giới đã đưa về cho người dân Việt Nam của chúng ta sử dụng. Cho nên khi chúng ta sử dụng những cái hệ thống mà văn minh của thế giới thì chúng ta cũng phải suy nghĩ là chúng ta sử dụng một cách khôn ngoan, chứ không phải mê mờ để Cộng sản dẫn dắt rồi lừa gạt người dân Việt Nam. Từ chỗ đó, cho nên chúng ta đừng bao giờ nghe những cái gì mà Cộng sản phổ biến ở trên mạng truyền thông, vì chúng nó mua chuộc tất cả những người truyền thông bất lương để che mờ mắt người dân và đưa người dân vào chỗ chết. Cho nên chúng ta không nên nghe những cái truyền thông mà nó đang dẫn dắt người dân Việt Nam của chúng ta. Một cái điều đơn giản nhất để cho người dân Việt Nam dễ nhận biết khi mà chúng ta biết là ai thật ai giả, chúng ta chỉ cần biết đến Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, hiện tại do Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo. Ngài đã hy sinh rất là nhiều cho dân tộc Việt Nam của chúng ta, và chính phủ này đang song hành với Hoa Kỳ qua những cái công hàm mà các thời của Tổng thống Hoa Kỳ đã gửi cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, và gọi Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là Honorable. Cái từ ngữ đó là một cái chữ rất là trân trọng Ngài Đức Quốc Công Tổng thống. Cho nên từ chỗ đó, chúng ta phải hiểu được rằng vị trí của Ngài Đức Quốc Công Tổng thống ở tại nước Hoa Kỳ là một cái nước Hoa Kỳ lớn như vậy, đại cường quốc như vậy mà rất trân trọng Ngài Đức Quốc Công Tổng thống. Thì quý vị là những người Việt Nam, quý vị có hãnh diện hay không? Quý vị rất là hãnh diện, vì hiện tại chúng ta đã bị Cộng sản cướp nước, mà đến đất nước của người ta cưu mang chúng ta, nhưng mà người ta rất là tôn trọng, rất trân trọng Ngài Đức Quốc Công. Thì như vậy là chỉ bao nhiêu đó quý vị đã thấy được là vị trí của Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân ở tại nước Hoa Kỳ và Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Ngài lãnh đạo là hợp pháp. Và chúng ta thấy rằng khi mỗi một lần bắt đầu cái chính phủ này thành lập là Ngài nhậm chức thủ tướng cũng do dân bầu lên, ba thế hệ đã bầu lên Ngài làm thủ tướng. Ngài 16 tháng 2 năm 1991. Và sau đó cũng do người dân Việt Nam ở toàn thế giới nha quý vị, từ trong nước ra tới thế giới luôn, tại vì Việt Nam bây giờ ở khắp nơi trên thế giới rồi, thì bầu cho Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lúc đó được hơn 4 triệu phiếu và Ngài đã nhậm chức Tổng thống của nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa ngày 11 tháng 11 năm 2018. Và vừa mới đây chúng ta vừa mới kỷ niệm đệ nhị chu niên 2 năm Ngài đã đăng quang làm Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, ngày 11 tháng 11 năm 2018 đến 11 tháng 11 năm 2020 vừa mới qua. Thì chúng ta đã thấy rằng cái chính phủ này là chính danh hợp pháp vì do dân bầu lên và tự nguyện, nha quý vị, không có ai ép buộc cả. Còn Cộng sản Việt Nam là cướp nước Việt Nam, cho nên cái quốc hội của Cộng sản Việt Nam là một cái quốc hội bù nhìn. Tại sao chúng tôi nói là quốc hội bù nhìn?
vì cái quốc hội đó không có do dân bầu lên, và những cái tên đang mà ngồi đè đầu cởi cổ người dân Việt Nam đó không, cũng không do dân bầu. Chưa có người dân nào mà cầm lá phiếu đi bầu cho những cái tên đang cầm quyền ở tại đất nước Việt Nam. Cho nên chúng ta thấy được rằng Cộng sản Việt Nam là đang cướp nước Việt Nam, vì chúng nó cũng tự cho là cướp chính quyền đó quý vị. Từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì chính chúng nó cũng nói là chúng nó đang cướp chính quyền, vì chúng nó đang ở trên cái đà tất thắng, thì tưởng là không bao giờ chúng nó bị tiêu diệt cả, cho nên chúng nó đã tự hào là chúng nó đứng lên cướp chính quyền. Cho nên người dân Việt Nam của chúng ta không có còn lạ gì là Cộng sản Việt Nam đã cướp nước Việt Nam, mà những người ở Việt Nam rất là đáng thương và tội nghiệp, vì bị Cộng sản nhồi sọ quá lâu cho nên cho rằng Cộng sản Việt Nam là coi như là đang cầm quyền ở tại Việt Nam là chính thức. Nhưng xin thưa không phải, người quý vị, vì chúng ta hãy nhìn cho rõ và hiểu cho kỹ là chưa có người dân nào đi bầu cho những cái tên chốt bu mà đang ngồi đè đầu cởi cổ người dân Việt Nam. Có phải không thưa quý vị? Chắc chắn điều đó chúng tôi nói không sai. Chưa bao giờ người dân cầm cái lá phiếu đi bầu cho chúng nó cả. Chúng nó chỉ bầu, tự bầu với nhau, và từ cái khóa quốc hội này qua tới quốc hội khác. Và cái số những cái số đại biểu của quốc hội của chúng đó thì chỉ có 496 người mà thôi, trong khi cái quốc hội khóa 1 của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa gồm có 1070 vị đại biểu. Thì quý vị nghĩ thử xem, mà là cái cuộc bầu phiếu của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là do người dân tự nguyện bầu nha quý vị. Tất cả những người dân Việt Nam từ trong ra ngoài nước đã tự nguyện bầu, tất cả những người dân đó là đều trong ba thế hệ cả quý vị, vì trên 18 tuổi thì đã được quyền bầu phiếu. Cho nên bầu cho Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân làm Tổng thống của nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Và chính vì chỗ đó cho nên chúng ta chắc chắn Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ trở về khôi phục lại quê hương, vì Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, Ngài đã đưa đơn kiện ra Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, và cái mức bồi thường của Cộng sản Tàu phải bồi thường cho toàn dân Việt Nam đã lên đến 38.000 tỷ. Và Tòa án ICC đã cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa cái số reference number rồi đó quý vị. Cho nên, và cũng vừa mới đây hồi tháng 9 là Tòa án ICC, Tòa án Hình sự Quốc tế ICC cũng yêu cầu chính phủ chúng ta bổ túc cái đơn kiện đó. Cho nên toàn dân Việt Nam của chúng ta hãy vui mừng và cùng chung vai góp sức để chúng ta khôi phục lại đất nước Việt Nam của chúng ta. Đừng có thờ ơ quý vị. Bây giờ thì kính mời tất cả quý vị cùng nghe cái bài chúng tôi có ghi ở trên tựa của chương trình hôm nay là phải làm gì với tên tội phạm khủng bố nguy hiểm nhất thế giới này. Rồi sau đó chúng tôi sẽ kính mời quý vị nghe một cái bài viết của một đồng nhiệm ở trong chính phủ, viết rất là hay, tựa đề là Duy Thật Lật Cộng Lột Mặt Nạ của Hồ Tặc. Kính mời tất cả quý vị cùng nghe. Phải làm gì với tên tội phạm khủng bố nguy hiểm nhất thế giới này? Ngày 13 tháng 10 năm 2020. Kính thưa đồng bào và quý đồng nhiệm, sau nhiều năm hoạt động, phong trào Tân Dân Chủ và Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đã tạo dựng được những thành quả chiến lược căn bản, không những đã đánh trúng mà còn đánh đúng vào bộ đầu não của Việt Cộng. Cộng sản Việt Nam theo phương pháp đánh rắn
phải đánh dập đầu. Do đó, chiến dịch lột mặt nạ tên gián điệp Tàu Cộng Việt Giang Hồ Chí Minh đã làm cho những thủ đoạn và âm mưu của Cộng sản đánh phá chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đang tan thành mây khói, kể cả việc chúng hết kế phải sử dụng các thủ đoạn gian manh, láo cá không phải của một nhà cầm quyền như thuê mướn, sai biểu, lợi dụng những đứa trẻ trâu, những tên vô lại để buông ra những lời mạ lị, côn đồ, không nói có, thay đổi sự thật để quậy phá uy tín của vị lãnh đạo quốc gia, hay cho bọn côn đồ giả làm an ninh, gửi thư mời người dân lên đồn công an để hù dọa. Nhưng cũng không làm sao ngăn chặn được sách lược Duy Thật Lật Cộng đang từng bước triệt hạ hoàn toàn dư đảng Cộng sản tại Việt Nam. Thậm chí vì cùng đường hết cách, Cộng sản phải sử dụng lại ngón đòn cũ rích của tên Tàu Phù Tô Lâm, phao vu Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là khủng bố, là đồng bọn của Ly Sa Phạm, vân vân, cũng chẳng còn giá trị gì. Còn tệ hơn, vì lần này chúng không dám sử dụng mạng điện tử chính thống của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam để không bị Hoa Kỳ và quốc tế chú ý, nên Tô Lâm phải sai biểu những tờ báo nghèo đói, rách nát vô danh như tờ Vĩnh Long hay Sài Gòn Giải Phóng Online để đăng tải những sự bịa đặt, trò hề do tên Tàu thất học này vẽ ra mới được cộng đồng biết đến. Vậy Tô Lâm là ai? Tô Lâm là một tên trùm Cộng sản Việt Nam, hiện là Bộ trưởng Công an, cầm đầu guồng máy khủng bố tại Việt Nam dưới sự sai khiến của Tàu Cộng. Y thuộc dòng máu của Tô Định thời Đông Hán, do Hán Quan Vũ Đế cầm đầu. Tuy chưa dẹp xong các lực lượng ngoại Mông phương Bắc, nhưng vẫn tham lam muốn thôn tính Việt Nam, nên năm 34 đã cử tên Tô Định làm thái thú giao chỉ, đem ách thống trị Hà Khắc của bọn giặc Tàu Đông Hán đè lên đầu cổ đồng bào chúng ta. Vì Tô Định tàn bạo và tham lam, đã tăng cường phục dịch, trưng thâu thuế khóa, cầm tù, đánh đập lao công tàn nhẫn, còn cưỡng bức phụ nữ Việt Nam cống nạp cho bọn Hán tộc nhiều hơn, tạo ra sự đụng chạm mạnh về văn hóa, tín ngưỡng và kinh tế, khiến cho dân chúng quá công phẫn. Không chỉ nhân dân mà cả các lạc tướng cũng đoàn kết nhau lại để chống đối chế độ thống trị man rợ, Hà Khắc của bọn giặc Đông Hán. Tô Định, người được sử sách Việt Nam ghi chép là một tên quan tham ô tàn bạo, chuyên giết người, vơ vét của cải, ác độc nhất trong lịch sử, đã khiến cho dân ta bất bình, phẫn nộ, mà đỉnh điểm là cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng, Trưng Trắc và Trưng Nhị. Tô Định đã ra lệnh chém đầu Thi Sách, chồng của bà Trưng Trắc. Vì nợ nước, thù nhà, hai bà Trưng đã quyết tâm nổi dậy để đánh đuổi giặc Hán. Khi cuộc khởi nghĩa bùng lên, Tô Định không thể kiểm soát được tình hình, phải bỏ chạy về Tàu. Tô Lâm, tên Tàu là Dì Liến, thuộc dòng máu của Tô Định bỏ chạy năm xưa. Y sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957, quê quán tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Y là con trai của tên Tàu Phù Tô Quyền, nguyên là đại tá Cộng sản Việt Nam, giám đốc công an tỉnh Hải Hưng, cục trưởng cục cảnh sát giao thông đại tham nhũng và là tên cục trưởng cục cảnh sát quản lý trại giam khủng khiếp nhất. Trước khi nghỉ hưu, Tô Quyền là cục trưởng cục V26, sau đổi thành tổng cục 8
vì dân chúng quá ta tháng những hành vi tra tấn, giết người cực kỳ dã man, thô bạo, nên Cộng sản Việt Nam phải đổi thành Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Hiện do một đàn em của Tô Lâm là Nguyễn Ngọc Bằng làm Tổng cục trưởng từ tháng 1 năm 2015 đến nay. Tô Lâm, tức Dì Liếm, cư trú tại phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Địa chỉ nơi y làm việc là 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội. Trước khi làm Bộ trưởng Cộng sản Việt Nam, tên Tô Lâm từng giữ chức Phó Tổng cục trưởng, rồi Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, phụ trách khu vực Âu Châu, rồi lên Thứ trưởng, phụ trách đối ngoại. Khi còn giữ chức Phó Tổng cục trưởng, Tô Lâm chỉ huy mạng lưới an ninh hoạt động tại các nước Đông Âu, Liên Xô cũ. Bởi vậy, trong vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Cộng hòa Liên bang Đức, Tô Lâm là đầu sỏ, đã chỉ huy tên đàn em Đường Minh Hưng, đang là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, vị trí của Tô Lâm trước đây, và mạng lưới an ninh của Cộng sản Việt Nam tại Đức và các nước Đông Âu phối hợp cùng với an ninh Cộng sản từ Việt Nam sang để cùng hành động. Tô Lâm, tức Dì Liếm, còn trực tiếp bay sang Slovakia để nhờ mượn máy bay của chính phủ Slovakia chở Trịnh Xuân Thanh sang Nga, rồi sau đó bắt cóc về Việt Nam. Chỉ riêng trong vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, Tô Lâm đã giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Hành vi phạm tội của Tô Lâm không chỉ vi phạm pháp luật Việt Nam, mà còn vi phạm luật pháp của Đức và vi phạm luật pháp quốc tế. Tô Lâm không chỉ là tội phạm của Việt Nam, mà còn là tội phạm quốc tế. Hành vi phạm tội của Tô Lâm làm chấn động nước Đức và Âu Châu, gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao tồi tệ nhất giữa Cộng sản Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức. Tới mức ngày 22 tháng 9 năm 2017, Cộng hòa Liên bang Đức đã tuyên bố tạm đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Cộng sản Việt Nam. Giờ đây, khi nhắc tới Việt Nam, người dân Đức nghĩ ngay đến những vụ khủng bố, bắt cóc và vi phạm nhân quyền. Đầu tháng 10 năm 2017, cơ quan điều tra của Cộng hòa Liên bang Đức đã phát lệnh truy nã tên Tô Lâm và Đường Minh Hưng. Nhưng Cộng sản Việt Nam đã đút lót số tiền là 436 triệu Mỹ Kim như tiền mua hàng hóa, thì Tô Lâm mới tạm thoát để trốn về Việt Nam. Ngày 17 tháng 7 năm 2018, sau khi Nguyễn Hải Long đã thú nhận tham gia vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, chính phủ Cộng hòa Séc đã tuyên bố ngưng cấp visa dài hạn cho công dân Cộng sản Việt Nam. Và lý do mà Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc đưa ra là Việt Nam đã trở thành một mối nguy an ninh trong lĩnh vực xuất khẩu tội phạm có tổ chức. Ở trong nước, từ ngày Tô Lâm làm Bộ trưởng Bộ Công an đã tiến hành các chiến dịch khủng bố, bắt cóc, giết người, đàn áp, bắt giữ hàng trăm, hàng ngàn người tranh đấu cho nhân quyền, tự do và dân chủ, hoạt động môi trường. Tại sao Tô Lâm, tức Dì Liếm, lại điên cuồng phạm tội như vậy? Trong thông báo ngày 9 tháng 10 năm 2020, Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đã cho biết những ai theo dõi tình hình chính trị Việt Nam thì đều thấy rõ khi Nguyễn Tấn Dũng còn đang là đương kim thủ tướng, Tô Lâm
được lệnh của Tào Cộng để theo sát Nguyễn Tấn Dũng như hình với bóng. Nhất là trong các chuyến công du quốc tế của Nguyễn Tấn Dũng đều có Tô Lâm. Tại Hội nghị Trung ương 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 10 năm 2012, quyết định của Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam là đưa Nguyễn Tấn Dũng gần như đã thống nhất, nhưng ngay trước khi bỏ phiếu để gây phân hóa trong Đảng Cộng sản Việt Nam, Tô Lâm nhận lệnh Tào Cộng để ra mặt bảo vệ Nguyễn Tấn Dũng và đe dọa những ai dám bỏ phiếu kỷ luật Nguyễn Tấn Dũng. Hành động này để tạo được lòng tin của Nguyễn Tấn Dũng, vì Nguyễn Tấn Dũng là đầu mối một số kho tàng tại Việt Nam. Nếu Tô Lâm biết được, sẽ báo cáo cho Tào Cộng và cũng được chia phần. Kết quả cuối cùng là Nguyễn Tấn Dũng không bị kỷ luật và tại vị cho đến hết nhiệm kỳ. Điều này làm Nguyễn Phú Trọng vô cùng tức tối và uất ức tới mức đã khóc vì khi phát biểu lúc kết thúc hội nghị. Tháng 10 năm 2015, khi diễn ra đại hội đảng bộ tỉnh Kiên Giang để bầu bí thư tỉnh ủy, Tô Lâm nhận được lệnh của Tào Cộng là phải trực tiếp đến dự và chỉ đạo hội nghị để ủng hộ Nguyễn Thanh Nghị, con trai của Nguyễn Tấn Dũng, để dò la tin tức của kho tàng do Nguyễn Tấn Dũng biết đầu mối. Kết quả, Nguyễn Thanh Nghị giành 100% số phiếu bầu thì mới biết ảnh hưởng của tên Tào Cộng Tô Lâm này mạnh ra sao. Thêm vào đó, vì bản tính ác độc, tiểu nhân và có Tào Cộng chống lưng, nên cả Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Xuân Phúc đều có bàn tay vấy máu của tên này lèo lái. Ác độc ghê không quý vị? Vì vậy, sau khi đánh bại được Nguyễn Tấn Dũng, tuy Nguyễn Phú Trọng vẫn coi Tô Lâm là kẻ đáng ghét nhất, cần phải tìm cách kiểm soát và khi có cơ hội sẽ trừ khử. Bởi vậy, lần đầu tiên trong Đảng Cộng sản Việt Nam, một tổng bí thư lại phải ra nắm chức vụ Đảng ủy Công an Trung ương, mà đáng lẽ là do Bộ trưởng Công an kiêm nhiệm. Để cân bằng quyền lực, Tào Cộng đã ép Cộng sản Việt Nam đưa Tô Lâm lên hàm đại tướng. Cho dù Nguyễn Phú Trọng đã dùng quyền lực tổng bí thư trong đảng để ngăn chặn và khống chế Tô Lâm, nhưng vì Tào Cộng đang bị thế giới tẩy chay, nên tên hán nô Tô Lâm phải từng bước lấy lòng và tránh để Nguyễn Phú Trọng trả thù, cũng như phải tỏ ra trung thành với đảng và chế độ Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, Tô Lâm đã làm mọi việc một cách tận tụy để chiều lòng Nguyễn Phú Trọng, như đàn áp khốc liệt phong trào dân chủ, đấu tranh nhân quyền ở trong nước. Khi biết mong muốn của Nguyễn Phú Trọng là bắt Trịnh Xuân Thanh bằng mọi giá, Tô Lâm đã bất chấp mọi hậu quả, dù phải vi phạm luật pháp Cộng hòa Liên bang Đức và quốc tế trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Tại sao Tô Lâm lại là tên tội phạm nguy hiểm nhất? Giới tội phạm quốc tế trong các lĩnh vực khủng bố, bắt cóc, giết người, buôn lậu ma túy, buôn bán người, không có tên nào lộ diện chính thức, công khai trong bộ máy chính quyền và giữ chức vụ Bộ trưởng Công an quan trọng như Tô Lâm. Vì đứng đầu Bộ Công an với quân số hàng trăm ngàn người, có mạng lưới điệp viên trải rộng trên thế giới, được công khai sử dụng vũ khí, trang bị những thiết bị hiện đại nhất cho ngành an ninh và việc phạm tội của Tô Lâm coi như được hợp thức hóa. Quý vị thấy không? Khủng bố mà khủng bố công khai luôn đó quý vị, cho nên là nó ác kinh lắm á.
Vì khi Tàu Cộng hay bọn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam muốn trừ khử ai thì Phao là tội phạm rồi giao cho tên Tô Lâm này hành động. Do đó, Tô Lâm tức Dì Liến là hung thần, luôn dùng công vụ để bao che tội ác, bắt cóc, giết người, bịt miệng, khống chế những nhà ái quốc, là hiểm họa cho mọi người dân trong nước và cả cộng đồng quốc tế. Ở trong nước, Tô Lâm cùng với đàn em không chỉ phạm tội trực tiếp như buôn bán ma túy, tham ô, hối lộ, mua quan bán chức, vi phạm các quyền con người, bao che cho các hung thủ, bảo kê cho các nhóm tội phạm, cướp bóc khác, còn dùng bọn lưu manh côn đồ gây án mạng, đánh đập, tấn công bạo lực dân chúng và những nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền. Tô Lâm còn thực hiện việc xuất khẩu tội phạm có tổ chức ra nước ngoài, như lời của Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Séc đã tuyên bố. Khi Tô Lâm thực hiện một hành vi phạm tội nào, thì có rất nhiều, thậm chí có hàng trăm, hàng ngàn người có chức vụ cùng tham gia với các phương tiện, thiết bị hiện đại. Tô Lâm còn có thể dùng quyền lực vừa là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an để huy động các ngành, các cấp ở trong và ngoài nước cùng tham gia phạm tội. Tô Lâm còn sử dụng cả các quan hệ ngoại giao, chính trị quốc tế để phục vụ cho việc phạm tội của mình. Quý vị thấy không? Giết người công khai luôn đó quý vị, mà là hợp pháp nữa đó. Cho nên từ chỗ đó đó, giết người công khai mà giống như là ta đây là hợp pháp, nhưng thật sự là bất hợp pháp, mà lại đi ở trên những chúng ta gọi là xài luật rừng đó quý vị, xài luật rừng đó. Thì cho nên là những người mà yêu nước bị bắt và bị đàn áp, bị đánh đập rất là dã man, mà chúng nó công khai làm như vậy và công khai ra ngoài thế giới luôn đó quý vị. Như vậy có phải là đúng giống như cái tựa đề chúng tôi vừa mới đọc, là một cái tên tội phạm khủng bố nguy hiểm nhất thế giới không quý vị? Nếu mà tình trạng này mà tràn lan và chúng nó công khai như vậy đó, thì như vậy cái thế giới này chúng ta sẽ gặp hiểm nguy đến mức độ nào. Cho nên chắc chắn là những người công chính, những người chính nghĩa, chúng ta không bao giờ để cho tình trạng này tiếp tục hoài đó quý vị. Cho nên mỗi một người dân của chúng ta hãy can đảm lên, hệ thống trưng cầu dân ý rất là an toàn và bảo mật, để cho người dân chúng ta vượt ra khỏi những cái tình trạng ác độc vô nhân tính này, thì người dân mới có thể, các thế hệ con em mới có thể trường tồn ở đất nước Việt Nam được nha quý vị. Đây không phải là chuyện đùa. Cho nên là chúng tôi vẫn thường kêu gọi người dân Việt Nam đừng có sợ hãi nữa, mà chúng ta có một hệ thống trưng cầu dân ý rất là an toàn và bảo mật. Chúng ta vào đó chỉ 3 đến 5 phút trên điện thoại cầm tay thì không có ai phát hiện ra được nha quý vị. Nếu chúng ta mê mờ quá thì chúng ta bị diệt vong. Mà khi bị diệt vong, chúng ta cũng không biết tại sao, vì chúng ta đang thờ ơ vô cảm, thì đến những ngày đến giai đoạn cuối thì chúng ta không có thể trở tay kịp đâu quý vị. Thời gian này vẫn còn, và chúng tôi kêu gọi tất cả những người dân Việt Nam của chúng ta hãy biết rằng cái chế độ cộng sản vô thần này, chúng nó rất là ác độc và chúng nó giết người không gớm tay nha quý vị. Cho nên chúng tôi biết rằng ai cũng muốn sống cả, chứ không ai muốn chết. Nhưng mà sống như thế nào? Chúng ta sống mà chúng ta hãnh diện làm người, hay là chúng ta sống mà chúng ta phải nhục nhã cúi đầu? Và chưa đâu, chúng nó cũng không cho chúng ta sống đâu quý vị. Cho nên là chúng ta phải vươn lên để tìm cái con đường cho chúng ta để được sống trong hòa bình và no ấm nha quý vị. Chúng tôi đọc tiếp. Để từng bước trấn áp dân Việt theo lệnh của Tàu Cộng, Tô Lâm đã đưa tên đàn em tay sai thân tín
là Thiếu tướng Công an Cộng sản Việt Nam Nguyễn Ngọc Toàn tuyển mộ thêm 43.000 người trẻ, cùng với những tên vô lại cho mặc áo quần công an chính quy đưa vào mỗi tổ dân phố từ 1 đến 3 người để thống trị lực lượng quần chúng, chuẩn bị hành động như đã tiêu diệt mầm móng những nhà đấu tranh ở Tân Cương và Duy Ngô Nhĩ. Ngừng ở đây, chúng tôi muốn nhắc đến Tân Cương và Duy Ngô Nhĩ. Tất cả những người dân Việt Nam của chúng ta có thể lên trên mạng xã hội ở YouTube đó, thì quý vị sẽ tìm xem ở Tân Cương và Duy Ngô Nhĩ, thì quý vị sẽ thấy được cái tình trạng đàn áp người dân ở Tân Cương và Duy Ngô Nhĩ rất là tàn ác, tàn bạo luôn. Chúng nó đánh đập người dân ở ngoài đường công khai luôn quý vị, rất là tội cho những người ở Tân Cương và Duy Ngô Nhĩ. Cho nên chúng ta hãy tưởng tượng đến một ngày dân tộc Việt Nam của chúng ta bị cái nạn đó thì chúng ta nghĩ sao? Chúng ta phải biết để chúng ta phải làm cách nào không có bị tình trạng đó nha quý vị. Nhưng mà chúng ta may mắn là có được ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, cho nên người dân Việt Nam của chúng ta bây giờ tạm yên đó. Vì ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đánh rắn thì phải đánh giặc đầu, cho nên ngài đã xiết cổ những cái tên đầu sỏ rồi đó quý vị. Và cái sợi dây thòng lọng đó từ từ sẽ xiết lại, cho nên từ chỗ đó và người dân Việt Nam của chúng ta hiện tại cũng đỡ khổ là chúng nó không có dám đàn áp người dân Việt Nam bây giờ nha. Vì chúng nó biết là người dân Việt Nam, đất nước Việt Nam đang có người chủ, và người chủ đó sẽ trở về để lấy lại đất nước Việt Nam. Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã cầm chiếc chìa khóa của đất nước Việt Nam, không có ai ngoài ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân nha quý vị. Cho nên người dân Việt Nam của chúng ta hãy đặt hết niềm tin vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đang lãnh đạo, và ngài đang chờ lá phiếu của người dân nói lên tiếng nói của mình. Ngài đã vói tay ra để cứu toàn dân tộc Việt Nam thì người dân Việt Nam phải tỏ một hành động đưa tay cho ngài nắm lấy để chúng ta, để kéo cả dân tộc Việt Nam của chúng ta vượt qua những cái gian nguy, gian khó mà Cộng sản đã gieo đến cho toàn dân tộc Việt Nam qua những cái năm tháng mà người dân Việt Nam rất là đau khổ, đau thương, bị nhiều cái họa nạn ở tại đất nước Việt Nam chứ không phải chỉ có một họa nạn. Về môi trường cũng là đã bị tận diệt, người dân Việt Nam bây giờ đã bị Tàu Cộng âm mưu để cho những cái chất độc vào môi trường, và người dân Việt Nam mang những cái bệnh mà chết rất là nhiều. Nếu mà chúng ta bình thường thì không thấy được, nhưng chúng ta đi vào trong cái những cái nghĩa trang của nước Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy cái người chết quá nhiều quý vị. Từ chỗ đó là nếu chúng ta thờ ơ thì đất nước Việt Nam của chúng ta từ từ người dân Việt Nam cũng không có còn tồn tại bao nhiêu. Vì cái thời gian dài, càng dài thì người dân Việt Nam càng chết nhiều đó quý vị. Những ai mà là những người nói tiếng Việt, chúng ta hãy biết rằng đất nước của chúng ta phải bảo vệ. Vì nước Việt Nam là của người Việt Nam thì chúng ta phải có trách nhiệm gìn giữ, chứ chúng ta đừng thờ ơ nghe quý vị. Mặc dù chính sách và đường lối của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa luôn ôn hòa, nhân đạo, chỉ vận động trưng cầu dân ý, truyền bá hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, giúp đỡ cuộc sống cơ cực của đồng bào thân yêu tại nội địa, nhưng vì Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là người lột mặt nạ tên cẩu tặc Hồ Chí Minh tại UNESCO và đâm đơn kiện Tàu Cộng tại Tòa Hình sự Quốc tế ICC, nên tên Hán Nô Tô Lâm phải bày ra những trò hèn hạ, dơ bẩn như ra lệnh ép cung, dàn dựng bịa chuyện Ly Sa Phạm là thành viên của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để lôi kéo vào màn trình diễn
vụ khủng bố tại Tân Sơn Nhất do y tạo ra. Nhưng sau khi bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và phát ngôn viên Tòa Đại sứ Mỹ tại Hà Nội cảnh cáo, tên này phải xóa đi tin tức láo xạo đăng trên cổng thông tin của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam. Quý vị thấy không? Hoa Kỳ song hành với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đã lên tiếng đó quý vị. Đã lên tiếng Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, phát ngôn viên ở tại Tòa Đại sứ Mỹ ở Hà Nội đã lên tiếng là Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân không phải là khủng bố và Cộng sản Việt Nam phải xóa đi cái tin tức này. Vì dù sao đi nữa thì Cộng sản Việt Nam chúng nó muốn đi ra nước ngoài thì chúng nó phải chịu một cái áp lực của nước ngoài. Nhưng mà cái tội gian ác mà hay vu cáo hay là vu oan cho những người khác và từ chỗ đó một cái hành động rất là đê tiện, là trong khi quý vị tìm hiểu thì sẽ thấy Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đang cứu dân, đang giúp đất nước Việt Nam được khôi phục lại, được tự do no ấm. Ngài đang cứu dân mà chúng nó gọi Ngài là khủng bố. Như vậy chúng ta phải biết suy diễn ai là khủng bố. Thì chắc chắn là những người mà mở miệng ra vu cáo cho người ta, vu oan cho người ta, những người đó là khủng bố đó. Cho nên đối với Cộng sản thì chúng ta phải nghĩ ngược lại nha quý vị. Và một cái lời nói mà đã đi vào lịch sử của Ngài Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, cũng đã nói: đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Vì Cộng sản nói và làm không có đi đôi, cho nên chúng nó nói ngược thì chúng ta phải nghĩ xuôi trở lại để cho chúng ta mới biết được là chúng nó thâm độc và nham hiểm như thế nào. Và hiện tại ở Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa chúng ta cũng đã có một cái câu nói mà Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc đã dạy cho chúng ta một cái câu nói nó sâu sắc hơn nữa, là đừng có nghe những gì Cộng sản nói và đừng có nhìn những gì Cộng sản làm. Chúng ta phải biết cái bản chất và cái đảng tính của Cộng sản thì chúng ta mới tránh được hoạn nạn Cộng sản. Chúng ta phải biết được bản chất của Cộng sản là tàn ác, vô nhân tính và vô thần. Chúng nó không có coi Thượng Đế Trời Phật là gì cả. Và chúng nó giết người không có gớm tay. Thì như vậy là chúng ta biết được cái bản chất của chúng nó là tàn ác. Và cái đảng tính của chúng nó là chúng nó phải làm theo lệnh trên. Và lệnh đó là lệnh của đảng. Và không có thương người dân đâu nghe quý vị. Giết họ giết nghĩa là giết không có gớm tay luôn quý vị. Từ chỗ đó cho nên cái mạng người ở trong chế độ Cộng sản như rơm như rác vậy đó quý vị. Và chắc chắn người dân Việt Nam của chúng ta cứ tưởng đâu là khi mà Cộng sản Việt Nam đang đàn áp đánh đập cái người nào thì chúng ta lơ là, chúng ta vô cảm, nhưng một ngày nào đó sẽ đến chúng ta đó quý vị. Nó không chừa ai cả quý vị. Cho nên từ chỗ đó Cộng sản Việt Nam nó có luật 11 đó quý vị. 10, chúng nó chia ra một cái nhóm 10 và 1. Và cái nhóm 1 đó đó thì chúng nó là nghi ngờ cái nhóm đó là gọi là phản động hay là gì đó. Thì cái nhóm 10 đó đó sợ là bị đẩy vào cái nhóm 1, cho nên là cứ theo dõi với nhau và tâu rỗi để cho những cái người đó bị đẩy vào cái nhóm 1. Quý vị thấy, nghĩa là nó làm cho người dân của chúng ta nghi ngờ với nhau và ác độc đó quý vị. Vì người nào cũng tham sống, cho nên là nhìn cái người khác và tố cái người kia để cho mình được an toàn. Nhưng xin thưa không, tất cả những người còn lại từ từ cũng bị đẩy vào cái nhóm 1 đó quý vị. Quý vị thấy cái luật đó của Cộng sản Việt Nam rất là ác độc. Mà ở bên Tàu á, thì cái luật nó cũng giống như vậy đó. Thì nó là bên Cộng sản Việt Nam nó thực hiện là 11. Thì ở bên Tàu á,
thì nó cũng giống như vậy, nhưng mà nó dùng cái tỷ lệ khác, chẳng hạn như là 100 mà lấy 10 vậy đó, hay là 50 lấy 5 thì nó cũng là 11 thôi. Cho nên Cộng sản Tàu và Cộng sản Việt Nam là một lò mà ra. Cộng sản Việt Nam là dưới bàn tay sắc máu của Cộng sản Tàu. Cho nên Cộng sản Tàu mà ra lệnh cái gì thì Cộng sản Việt Nam sẽ làm như thế đó. Cho nên chúng ta đừng bao giờ quên rằng cái ngày mà ở miền Bắc năm 1945 mà Cộng sản đã cướp miền Bắc, thì sau đó chúng ta thấy có gì xảy ra quý vị. Cái nạn cải cách ruộng đất, giết những người điền chủ, những người đó được gọi là cường hào ác bá, và chúng nó dùng cái chính sách của Tàu để đưa qua và đấu tố những người trong gia đình với nhau đó quý vị, ác độc vô cùng luôn. Và hiện tại bây giờ Cộng sản Việt Nam cũng đang dùng những cái hình thức đó ở tại nước Việt Nam, và làm cho người dân Việt Nam của chúng ta trong gia đình đánh đập với nhau, không thương yêu với nhau, cũng là một cái hình thức để gây chia rẽ người dân Việt Nam. Vì chúng nó dùng chia để trị, không có cho người dân thương yêu nhau, đoàn kết với nhau. Tại vì khi người dân thương yêu, đoàn kết thì chúng nó sẽ không tồn tại. Từ chỗ đó chúng nó dùng những cái lối tuyên truyền ác độc để cho người dân chia rẽ với nhau và đánh đập với nhau. Thậm chí chúng nó dùng cái sách lược của nó là làm cho người dân đói khổ, và từ cái chỗ đói khổ đó thì cũng không thương yêu nhau luôn, và lại đối xử với nhau như là những cái con vật chứ không phải là con người nữa quý vị. Cho nên từ chỗ đó, đó là tại sao chúng ta nói cái chế độ Cộng sản nó tàn ác, vô nhân tính ở chỗ đó, không có sự thương yêu. Mà ở đây chính phủ của chúng ta là Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, thì ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân muốn gây dựng lại một nước Việt Nam mà chúng ta, tất cả chúng ta phải đoàn kết, và chỉ có hai chữ vỏn vẹn, đó là thương yêu. Ngài sẽ đem tình thương yêu để bao phủ toàn nước Việt Nam của chúng ta, và toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta sẽ bước vào một cái thời mới, một cái kỷ nguyên mới, để không còn những cái đau khổ lầm than của dân tộc Việt Nam nữa quý vị. Cho nên quý vị thấy có tuyệt vời hay không? Và nếu chúng ta thấy được cái sự tuyệt vời đó thì chúng ta hãy làm một cái hành động đơn giản thôi, chỉ cần 3 đến 5 phút trên điện thoại cầm tay, thì chúng ta sẽ tìm được cái niềm hạnh phúc do ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đang đem đến cho dân tộc Việt Nam của chúng ta đó quý vị. Chúng tôi đọc tiếp. Sau đó, vì tên tuổi của tên Tô Lâm bị lọt vào danh sách khủng bố quốc tế nên y lẩn trốn, tạm im hơi lặng tiếng một thời gian. Nhưng lòng dạ tiểu nhân, lang sói, ác độc của tên Tô Lâm vẫn không chừa. Lợi dụng tình hình Hoa Kỳ đang bận rộn bầu cử, tên hán nô này lại ló đầu ra, chỉ thị cho đàn em tiếp tục bắt bớ dân lành và những nhà đấu tranh trong nội địa. Tô Lâm đồng thời tiếp tục nhai lại câu chuyện Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là khủng bố. Nhưng để tránh tai tiếng, y không dám đăng vào trang chính của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam, mà lại ép các báo địa phương như Vĩnh Long hay Sài Gòn Giải Phóng Online đăng tải để có cớ khủng bố, bắt bớ những lương dân và những lương dân vô tội đã xin cấp phát nhà hay tham gia trưng cầu dân ý ủng hộ Tổng thống Đào Minh Quân. Cái trang của chúng nó đăng là Vạch Trần www Sài Gòn Giải Phóng viết tắt org.vn, Vạch Trần âm mưu lật đổ chính quyền của các tổ chức phản động hoạt động khủng bố chống phá nhà nước, 689896 html. Do đó, Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời
phải lột mặt nạ và chính thức cảnh cáo tên khủng bố Tô Lâm trước dư luận trong nước và quốc tế. Đây là sự thật thưa quý vị. Cho nên là quý vị thấy chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đang im lặng có những thông báo như thế này. Cho nên là đừng có tưởng là tất cả là nó trôi qua âm thầm nha quý vị. Một ngày gần đây thì tất cả sẽ được mở ra trước công pháp quốc tế nha quý vị, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên từ chỗ đó người dân Việt Nam chúng ta hãy ý thức và đừng có mê mờ. Khi chúng ta mê mờ thì chẳng khác nào chúng ta đang làm lợi cho những người mà đang muốn giết cái dân tộc Việt Nam của chúng ta, đang làm lợi cho Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu đó quý vị. Cho nên biết những điều này, tất cả người dân Việt Nam hãy nói với nhau, nhanh tay trưng cầu dân ý, vì người dân Việt Nam bây giờ không có còn gì để mất nữa cả. Cho nên là tất cả những người ở trong nội địa mới là những người gặp cái ảnh hưởng trực tiếp nhất của Tàu Cộng khi chúng nó muốn chiếm nước Việt Nam qua Mật Nghị Thành Đô. Cho nên dù cho người ở tại Việt Nam mà còn có tiền của đi nữa thì cũng không được tồn tại lâu đâu quý vị. Vì nên nhớ một điều là Cộng sản Tàu không bao giờ muốn dân Việt Nam tồn tại. Và chúng nó chỉ cần đất mà không cần dân nha quý vị. Cho nên tất cả đều cùng chung số phận, không riêng gì một ai cả. Quý vị nên nhớ điều đó để quý vị phải biết con đường nào để chọn nha quý vị. Là người Việt chân chính, chúng ta phải biết rằng Cộng sản Việt Nam là tay sai Tàu Cộng. Nhà cầm quyền do chúng dựng lên không do dân bầu, không có quyền hạn gì đối với con người và xã hội Việt Nam. Chúng đã thi hành những thủ đoạn gian tham, hiểm ác, đày đọa dân ta. Chúng đã cướp của, giết người, bắt bớ, giam cầm, sát hại những nhà ái quốc, và còn tiếp tay Tàu Cộng đầu độc cho đưa hàng hóa giả độc hại vào nước ta, gây những bệnh ung thư tàn độc, hủy hoại đồng bào. Còn mở cửa biên giới để độc trùng virus Vũ Hán tràn vào diệt chủng người Việt. Toàn dân Việt Nam phải tỉnh thức, không u mê nghe theo lời gian trá của Cộng sản, phải dùng trí tuệ để đối phó để đối phó với chúng và kiên nhẫn đợi chờ ngày toàn dân trút phế bọn bất lương bán nước hại dân, đương đầu với Tàu Cộng bảo vệ tổ quốc. Thời điểm này, những đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa phải xiển dương truyền thống bất khuất, anh dũng, quật cường của cha ông, phải biến khó khăn thành năng lực để tôi luyện bản lãnh của mình, hầu vượt qua mọi thử thách, chuẩn bị cho một cuộc đổi đời hạnh phúc, ấm no, tươi sáng cho toàn dân Việt Nam. Thưa các anh chị em bộ đội, công an, nhân dân, tên Việt Nam Hồ Chí Minh đã cầm đầu bọn Cộng sản Việt Nam giết hơn 500.000 dân ta. Chỉ lên đài phát thanh xin lỗi 5 phút là huề cả làng ư? Đã đến lúc quý anh chị em nên cởi áo xanh, cởi áo trận ra đi. Hãy quăng hết quân phục, quăng luôn quá khứ, để chúng ta nhìn nhau là dân Việt, cùng nhau đòi lại chữ nhân dân mà tên giặc Tàu Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lợi dụng hơn 75 năm nay. Như tên Nông Đức Mạnh và tên Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, công an là công cụ phục vụ cho đảng và bảo vệ đảng. Quý vị thấy không? Chúng nó đã tuyên bố như vậy thì công an phục vụ cho đảng và bảo vệ đảng, không có phục vụ cho dân và cũng không bảo vệ dân. Đó là tại sao chúng nó đánh dân một cách tàn nhẫn, tàn ác, vô nhân tính. Và chúng nó giết dân cũng không gớm tay. Chúng nó bắt dân bỏ tù không có ngày ra. Và chúng nó giết những người dân trong tù,
biết bao nhiêu người đã bị chết trong tù mà chúng ta chưa được biết quý vị, vì chúng nó đến bắt người dân ban đêm và lôi người dân như chó. Chúng nó một cái cả bầy của những cái con xài lang bu nhau để mà trấn áp một người phụ nữ hoặc là một người già cả yếu đuối đứng còn không nổi, mà chúng nó đem nguyên cả bầy công an của chúng nó để lôi người dân như là lôi chó. Cho nên những cái hình ảnh đó chúng ta đừng bao giờ quên, và người dân Việt Nam của chúng ta hãy biết rằng toàn dân Việt Nam sống trong nội địa là miếng mồi ngon của Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu. Đừng có mê mờ, vì sự mê mờ của chúng ta sẽ hại chúng ta mà thôi đó quý vị. Chỉ có thế thôi ư, còn mấy chục triệu dân lành thì sao? Ai phục vụ và ai bảo vệ đây? Quý vị thấy không, người dân Việt Nam không ai bảo vệ hết. Còn quân đội nhân dân, mục tiêu chiến đấu là gì? Có phải do sự chỉ đạo và tính cách mạng của đảng để bảo vệ đảng Cộng sản hay không? Vậy rõ ràng bộ đội này đâu phải là của nhân dân, không nên gọi là quân đội nhân dân. Có phải không quý vị? Không có nên gọi là quân đội nhân dân. Cho nên chúng nó dùng những cái mỹ từ mà người dân tưởng là người dân được tôn trọng. Nhưng xin thưa không, chúng ta phải nhìn để hiểu được chúng nó giết dân một cách tàn ác đó quý vị. Mà người dân bây giờ sợ sệt không dám nói. Mà Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, Ngài đã cứu dân bằng hệ thống trưng cầu dân ý đó quý vị. Chỉ có một cái hệ thống trưng cầu dân ý, chỉ có một mà thôi. Và chúng ta cũng phải hãnh diện rằng những cái thành viên trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là những vị chuyên viên về điện toán rất là tài ba, cho nên là đã làm cái hệ thống trưng cầu dân ý tuyệt vời đến mức độ mà Cộng sản Việt Nam cho đến ngày hôm nay không có phát hiện được, rất là an toàn và bảo mật. Cho nên chúng ta hãy tin tưởng và đặt hết niềm tin vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Toàn dân Việt Nam của chúng ta đều trưng cầu dân ý, thì nước Việt Nam của chúng ta sẽ trở thành một cái nước đứng đầu thế giới luôn, chứ không phải là chỉ có tại Việt Nam đâu nghe quý vị. Quý vị phải tin tưởng điều đó. Quý anh chị em đã bị sai lầm, lệch hướng đi, bây giờ phải quay về với chính nghĩa dân tộc, quay về căn nhà mẹ Việt Nam. Không ai có quyền xử tội anh chị em. Chúng ta đều là dân Việt. Căn nhà chung dân tộc sắp bị sập rồi. Tiếc gì cái mạng. Chúng ta ai cũng biết dùng súng giết người cũng không có khó đâu, nhưng mũi súng phải hướng về kẻ thù, không phải hướng vào nhau hay hướng về dân lành đáng thương để trúng kế Tàu Cộng, khiến cho dân chúng thỏa mãn hễ hả, xin lỗi, khiến cho chúng thỏa mãn hễ hả, còn khinh bỉ chê bai chúng ta là bọn an nam mít, ngu xuẩn, đần độn. Cho nên người dân Việt Nam chúng ta nếu mà mê mờ á, thì chúng nó sẽ hễ hả và chúng nó cười trên cái sự đau khổ của người dân, là còn nói chúng ta mê mờ và ngu tối nữa đó quý vị. Cho nên chúng ta đừng có mê mờ và ngu tối. Chúng nó nhìn thấy chúng ta xin lỗi, chúng nó mà nhìn thấy chúng ta thờ ơ là chúng nó đang đắc thắng, và chúng nó coi chúng ta là những người ngu tối đó quý vị. Cho nên chúng ta, người dân Việt Nam không có ngu tối nha quý vị. Người dân Việt Nam phải biết luồn lách như thế nào để tìm cái con đường tự cứu bản thân mình nha quý vị. Đảng Cộng sản Việt Nam đang sợ nhất là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, với lá cờ vàng ba sọc đỏ. Ngài thống nhất hạ cờ đỏ, dựng cờ vàng đang đến. Đa số công an và bộ đội bây giờ đang thức giấc, bị té ngửa, đang nhận ra
là họ chỉ là nô lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam từ bao năm nay mà bây giờ mới biết. Hãy dẹp bỏ Đảng, điều này quá dễ, như áo cởi ra là rồi. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ về cùng với đồng bào Việt Nam, như bài thơ của thi sĩ Nam Quán đã viết vào mùa đông năm 2001. Hãy nhìn nhau xem ai còn ai mất, hẹn ngày về cùng thắp nén nhang thiêng, tỏa hương thơm khi cởi bỏ xích xiềng, đâu mặt lại nhìn nhau là dân Việt. Nói to lên cho thế giới biết, chẳng có gì ngăn trở cội nguồn, tìm đến nhau triệu triệu muôn muôn, con tim đỏ Việt Nam yêu dấu. Quý vị thấy là ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, ngài có một cái tấm lòng thương người dân vô bờ bến. Cho nên từ chỗ đó, những cái lời thơ của ngài lúc nào cũng động trong tấm lòng của ngài, trong trái tim của ngài, là dân tộc Việt Nam của chúng ta đang oằn mình rất là đau khổ. Mà đau khổ nhất là thế giới hãy nhìn xem những người dân Việt Nam của chúng ta là những người anh em với nhau, và chúng ta nhìn nhau chỉ toàn là người dân Việt mà lại giết với nhau, rất là đáng thương. Quý vị có biết hay không, vì Tàu Cộng đã âm mưu muốn giết dân tộc của mình, cho nên làm cho anh em xào xáo và giết chóc với nhau. Cuối cùng thì sao quý vị? Cuối cùng thì Tàu Cộng chúng nó cười hả hê và chúng nó lấy đất nước Việt Nam của chúng ta. Quý vị thấy hay không? Cho nên chúng ta là người Việt phải biết thương yêu nhau. Và tất cả những ai đã lầm đường đi theo chế độ Cộng sản Việt Nam thì chúng ta hãy quay về với chính nghĩa quốc gia. Vì chỉ có Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa mới tôn trọng quyền làm người của người dân Việt Nam mà thôi. Và người dân sẽ được sống trong tự do và no ấm. Từ chỗ đó, cho nên chúng ta đừng có thờ ơ trong những giai đoạn này để mà chúng ta tự diệt vong, rồi cuối cùng không ai cứu chúng ta được. Hiện tại, chúng ta tự cứu chúng ta một cách rất là đơn giản, mà chúng ta nếu không làm thì sau này không có hối hận. Tại vì Ngài đã dùng hết cách để cứu người dân Việt Nam. Chỉ có trưng cầu dân ý mới cứu người dân thoát khỏi chế độ Cộng sản Việt Nam tàn ác vô nhân tính, đứng đằng sau lưng là Tàu Cộng đó quý vị. Chúng ta sẽ cùng ngồi chung nhau chén trà, canh gác cho dân ta ngon giấc. Lúc đó bất cứ tên Tàu Cộng nào vào phá giấc ngủ của đồng bào Việt Nam dấu yêu, chúng ta sẽ cùng cho chúng nó nếm mùi là dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân, nhân dân Việt bất ly, chứ không ngu xuẩn, điên rồ như tên Tàu Phù Tô Lâm làm tai sai cho giặc Tàu, giúp Tàu Cộng dễ dàng xâm lăng Việt Nam. Hãy mau thức tỉnh đi, anh chị em. Văn phòng thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Tất cả những anh chị em mà đã theo chế độ Cộng sản Việt Nam thì hãy mau thức tỉnh để quay về với chính nghĩa quốc gia. Vì cái cuộc chiến ở Việt Nam bây giờ đã chuyển sang cuộc chiến là cuộc cách mạng tâm trị. Cho nên nếu mà chúng ta thờ ơ thì cái cuộc cách mạng tâm trị này sẽ cho chúng ta biết là chúng ta phải đi con đường nào. Nếu mà những người nào còn ngoan cố thì cái trận cái cuộc cách mạng tâm trị này cuối cùng thì sẽ có luật rõ ràng đó quý vị. Và những người mà không có quay về với chính nghĩa quốc gia thì chắc chắn phải là những người tội đồ của dân tộc đó quý vị. Vì hiện tại Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đang ra sức cứu dân
cứu nước, nhưng mà những ai không có cùng chung vai góp sức đoàn kết lại thì những người đó đang làm lợi cho Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu, thì những người đó đã là những người mang tội phản quốc đó quý vị. Và cái tội phản quốc đó nặng lắm quý vị biết hay không? Tại vì khi mà cái đã vi phạm vào cái tội này thì là muốn giết dân tộc Việt Nam đó, cho nên không phải là giết một người hai người mà là giết cả dân tộc Việt Nam. Từ chỗ đó chúng ta phải hiểu mà chúng ta cần làm gì. Trưng cầu dân ý rất là đơn giản và an toàn, không có bị Cộng sản phát hiện. Và cái hệ thống trưng cầu dân ý này, Ngài đã dùng mọi cách để cứu người dân Việt Nam của chúng ta, thì người dân Việt Nam phải cùng chung vai góp sức với Ngài và tham gia trưng cầu dân ý nha quý vị. Bây giờ trước khi chúng tôi đọc tiếp bài Duy Thật Lập Cộng, Lột Mặt Nạ Hồ Tặc, thì chúng tôi mời tất cả quý vị cùng nghe một bài hát. Bài hát Lá Cờ Thiên nha quý vị. Bao gian nan đầy gian khổ được mắt vào.
Quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Tất cả những người dân Việt Nam của chúng ta hãy nhớ rằng cái lá cờ của Việt Nam của chúng ta là cờ vàng ba sọc đỏ. Màu vàng đó là màu da của người Việt của chúng ta đó quý vị. Và ba sọc đỏ là ba miền Bắc, Trung và Nam. Chúng ta nhất định
không có cho một cái tên tàu cộng nào cướp nước Việt Nam của chúng ta nha quý vị. Cho nên chúng ta hãy đứng lên giành lại lá cờ bằng lá phiếu trưng cầu dân ý. Nó đơn giản như vậy đó quý vị. Không có cần phải xuống đường, không có cần làm gì cả, không có cần làm một cái động thái gì để cho cộng sản chụp mũ người dân Việt Nam của chúng ta là phản động. Chúng ta vẫn bình thường như mọi ngày, và chúng ta ở một cái nơi nào đó cầm cái điện thoại thông minh lên, chúng ta vào trang trưng cầu dân ý để nói lên tiếng nói của mình. Quý vị thấy có dễ không quý vị? Rất là đơn giản phải không? Cho nên cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ của tổ tiên của chúng ta đã gầy dựng từ bao lâu nay. Nhưng mà cộng sản gian manh tàn ác đã chiếm nước Việt Nam của chúng ta, cho nên từ chỗ đó người dân Việt Nam của chúng ta đừng thờ ơ mà đừng làm ngơ về những ngày sắp tới. Nếu người dân của chúng ta cứ mê mờ thì chúng ta sẽ bị mất nước và cái họa diệt vong sẽ đến gần. Cho nên những người nào mà đã biết được những điều này thì tất cả chúng ta hãy nói với nhau để trưng cầu dân ý. Đừng thờ ơ vì cộng sản, cái chế độ cộng sản rất là tàn ác, vô nhân tính, và chúng nó lừa mị người dân, mua chuộc, dụ dỗ chúng nó. Chúng ta cũng thừa biết là chúng nó dụ dỗ, dọa và diệt rất là tàn ác. Mà ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân vô cùng tuyệt vời khi đã đưa ra hệ thống trưng cầu dân ý, là cộng sản không bao giờ biết được bao nhiêu người đã trưng cầu dân ý rồi và người nào đã trưng cầu dân ý. Quý vị thấy tuyệt vời không? Cho nên từ chỗ đó chúng ta hãy yên tâm và làm cái trách nhiệm và bổn phận của người dân Việt Nam của chúng ta. Đừng sợ sệt, thờ ơ mà chính chúng ta lại tự diệt vong đó quý vị. Chúng tôi nhắc lại rất là nhiều lần, cộng sản tàu không bao giờ để cho dân Việt Nam tồn tại nha quý vị, nhớ điều đó. Chúng tôi kính mời tất cả quý vị cùng nghe một cái bài của đồng nhiệm viết rất là hay, Duy Thật Là Cộng, Lột Mặt Nạ Hồ Tặc. Kính thưa quý vị, hôm qua tôi có nói chuyện với một người chị thân quen. Bố của chị xưa kia là một người lính trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Năm nay bác đã gần 90, cho nên trí nhớ không còn minh mẫn nữa. Cũng có lúc nhớ, lúc quên. Những người lớn tuổi thường hay quên những chuyện vừa mới xảy ra, nhưng lại nhớ như in những chuyện thời quá khứ. Bác kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện về người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, về đời binh nghiệp của bác và những người quân nhân như bác. Lúc đó, chỉ cần một người lính thì lương bổng cũng nuôi được cả gia đình, cuộc sống tương đối đầy đủ, sung túc, đời sống của người dân dưới thời Việt Nam Cộng Hòa cũng sướng lắm, không ai thiếu ăn, trẻ em đều được đến trường, chứ không như thời Cộng sản như vậy đâu. Nhìn người dân, ai cũng thống khổ. Nói đến đó, giọng của bác như nghẹn lại. Lúc đó, tôi nói với bác hãy yên tâm, đất nước Việt Nam chúng ta sắp có một sự thay đổi lớn rồi. Người dân lại được sống vui vẻ, ấm no, hạnh phúc như xưa thôi. Điều quan trọng bây giờ, bác phải cố gắng ăn uống, giữ gìn sức khỏe, để đón mừng ngày đất nước khải hoàn khao. Chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, nhất định Việt Nam Cộng Hòa sẽ trở lại trong mùa xuân này. Nghe tôi nói như vậy, bỗng nhiên trên gương mặt gầy gò của bác ánh lên một niềm hân hoan khôn tả. Tôi nhìn thấy rất rõ điều đó, và bác nói bằng giọng run run: nếu Việt Nam Cộng Hòa trở lại như xưa thì tốt quá. Dù ở độ tuổi gần đất xa trời, nhưng khi kể chuyện, ánh mắt của bác luôn lung linh niềm tự hào của một người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Có lẽ đó là những kỷ niệm đẹp về một thời oai hùng, bất khuất, khó quên, mà tôi nghĩ không riêng gì với bác, mà đó cũng là niềm hãnh diện chung của tất cả những ai đã từng khoác trên mình bộ quân phục của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Kính thưa quý vị, trở lại
nói về người chị là con gái của bác. Chị hiện là giáo viên của một trường tiểu học ở thị trấn nhỏ. Chị kể tất cả đồng nghiệp dạy cùng thời với chị ở trường, họ đều vô đảng cách đây 15 năm, nhưng chị thì không. Chị chấp nhận không được thăng chức, không bon chen. Chị sống theo đúng lương tâm của mình là làm tròn trách nhiệm của một nhà giáo, không chạy theo bệnh thành tích hay sự dối trá, lọc lừa. Vì thân quen nên tôi nói cho chị biết tôi là thành viên của chính phủ. Khi nghe vậy, chị cũng lo cho tôi, chị quan tâm, chị hỏi nhiều về chính phủ. Được dịp, tôi kể cho chị nghe, tôi nói, nghĩ lại, em cảm thấy mình may mắn, nhờ ơn trên trời Phật soi sáng, đã thương cho, nên em mới có diễm phúc được biết đến chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, dưới sự lãnh đạo của Đức Quốc Công Tổng thống Ngài Đào Minh Quân. Chính phủ này đã thành lập và hoạt động, tranh đấu không ngừng nghỉ hơn 30 năm qua. Tuy đang lưu vong tại đất nước Hoa Kỳ, nhưng đã được người Việt Nam khắp nơi trên thế giới thông qua hệ thống điện toán trưng cầu dân ý đã bầu chọn, tính đến hôm nay hơn 6 triệu số phiếu trong tinh thần tự do và tự nguyện. Ngoài ra, còn được cường quốc số 1 thế giới Hoa Kỳ gửi những công hàm công nhận do Tổng thống Bill Clinton gửi lần thứ nhất vào ngày 28 tháng 1 năm 1994 và lần thứ hai ngày 4 tháng 4 năm 1994. Tiếp đến công hàm của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Đại tướng Colin Powell gửi vào ngày 28 tháng 9 năm 2001 và các công hàm công nhận của Liên hiệp Âu Châu 27 quốc gia gửi vào ngày 17 tháng 4 năm 2013. Sau đó, Tổng thư ký Hội đồng Liên hiệp Âu Châu tiếp tục gửi công hàm vào ngày 23 tháng 5 năm 2013 kèm theo hai nghị quyết và còn rất nhiều công hàm khác nữa. Vân vân, có thể nói, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa được coi là chính danh, hợp pháp và duy nhất đại diện của nước Việt Nam hiện nay. Nền tảng của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là hầu việc cho dân. Cùng với phương châm chiến lược do Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đưa ra là coi dân như con, đối xử với dân như cha mẹ, luôn lấy nguyện vọng chính đáng của đại đa số toàn dân làm quốc sách, quyết tâm phục vụ tổ quốc và đồng bào với các tiêu chí sau đây. Mục đích: lấy lại đất tổ, cứu cánh, không làm khổ dân. Chủ trương bỏ cộng còn Việt, đường lối Việt không giết Việt. Đấu tranh bất bạo động, không kêu gọi người dân xuống đường biểu tình hay quyên góp tài chánh như các tổ chức hô hào chống cộng khác đang làm, mà chính phủ dùng luật pháp và công pháp quốc tế. Tiến tới giải thể tà quyền cộng sản tại Việt Nam và đuổi Tàu ra khỏi lãnh thổ. Vì Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là người có tấm lòng từ bi nhân hậu, bao dung, độ lượng, Ngài không muốn can qua một cuộc chiến đổ máu, nên cuộc chiến mà Ngài đang lãnh đạo là cuộc cách mạng tâm trị mà những thành viên trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là những người đi tiên phong. Chỉ có như vậy mới khiến những người đã hoặc chưa bị tiêm nhiễm đầu độc dần nhận ra đâu là thiện ác, đâu là thiện ác, đúng sai, chính tà, mà quay về với tổ tiên, nguồn cội, chính nghĩa dân tộc. Cuộc cách mạng này nhằm chuyển hóa và thu phục nhân tâm để dẹp bỏ hoàn toàn Cộng sản Việt Nam tận gốc rễ qua hai chiến lược tuyệt vời, đầy trí tuệ và nhân đức
mà Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đưa ra là ký đạp mặt Hồ Chí Minh và trưng cầu dân ý. Hai chiến lược này phù hợp và đang song hành với chiến lược của Hoa Kỳ. Chỉ cần người dân không còn bị bùa mê thuốc lú của Cộng sản làm cho trí não mờ mịt, tối tăm, mọi người đều thấy được vấn đề, nhìn ra sự thật. Hồ Chí Minh là tên Việt gian mà Tàu Cộng cài cắm vào đất nước chúng ta. Và cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do chúng cướp chính quyền rồi tự dựng lên, chứ không phải do dân bầu qua lá phiếu. Trưng cầu dân ý và ký đạp mặt Hồ Chí Minh để nói lên được lòng dân không còn muốn sống chung với Cộng sản. Ký đạp mặt Hồ Chí Minh là cũng để phân định rõ làng ranh quốc cộng và cũng sẽ trở thành công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, trở thành người Việt chân chính. Nói đến đây, chị hỏi tôi, sao phải ký đạp mặt Hồ Chí Minh? Câu hỏi này tôi nghĩ không phải riêng chị, mà hầu như tất cả những người bạn của tôi đều thắc mắc. Tôi kể tiếp, đó là nguyên nhân, là cốt lõi mà đất nước Việt Nam chúng ta đến ngày hôm nay đau khổ, hoang tàn, tan thương như vậy đó. Hồ Chí Minh mà người dân mình ca ngợi, tôn thờ như một vị cha già dân tộc, thật ra chỉ là tên thổ phỉ, gián điệp Tàu Cộng được cài vào Việt Nam và lập nên Đảng Cộng sản Việt Nam, một công cụ của Tàu Cộng mà thôi. Nhưng sắp tới đây, toàn dân sẽ nhìn ra sự thật này. Đó sẽ là sự kiện chấn động lịch sử Việt Nam 80 năm qua. Hồ Chí Minh là một tên thổ phỉ người Tàu, tên là Siêu Côn Lĩnh, con của Siêu Côn Quán, bí danh là Hồ Quang, sống ở Vân Nam, được Tàu Cộng cài vào đất nước chúng ta. Vì tên Hồ Quang này có gương mặt na ná giống Nguyễn Ái Quốc, tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung, con của cụ Nguyễn Sinh Sắc, còn gọi là Nguyễn Sinh Huy, quê quán tại làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thực chất, Nguyễn Ái Quốc đã bị chết cháy trong trận hỏa hoạn tại Thư viện Hồng Kông năm 1930. Cho nên Tàu Cộng lợi dụng cơ hội này để thực hiện âm mưu vô cùng thâm độc, để nhằm biến nước Việt Nam ta thành một quận lỵ của chúng. Âm mưu này gọi là ly miêu tráo chúa, biến Hồ Chí Minh thành một nhà ái quốc Việt Nam, tạo cho y có môi trường xâm nhập vào các tổ chức đấu tranh yêu nước, chống thực dân Pháp và đứng ra nhận công lao kháng chiến. Sau khi thanh toán tất cả những nhà ái quốc chân chính khác, quý vị thấy ác ghê chưa? Hồ Chí Minh và đồng bọn của Đảng Cộng sản Việt Nam tay sai đã nhân cơ hội Pháp rút lui để cướp chính quyền miền Bắc nước ta, dựng nên cái gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhưng thực chất là do Tàu Cộng đứng sau. Quý vị thấy Cộng sản dùng những cái từ ma mị, dùng những cái từ mà lừa dối người dân Việt Nam của chúng ta, cho nên người dân không có nhìn thấy ra được điều này. Chúng nó dựng nên cái gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, một cái chế độ mà nó vô duyên, một cái chế độ mà nó nghĩa là mình khi mà đọc ra cái câu này thì quý vị, nếu mà chúng tôi không có được Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân Ngài cho thấy được, thì ngay cả chúng tôi cũng không chưa nhìn được những cái vấn đề này. Cho nên chúng tôi rất là vinh dự được Ngài đã sáng hóa cho sự suy nghĩ của chúng tôi từ những cái lời ma mị của Cộng sản, mà nếu chúng ta không có để ý thì chúng ta bị chúng nó lừa đó quý vị. Vì một cái chế độ mà chúng nó dựng lên gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì chúng nó xáo, nó trộn giữa cái dân chủ và cộng hòa,
Cho nên á, đây là một cái thuật ngữ xảo quyệt, xảo trá của Cộng sản, chứ nó không có đúng thật là như vậy. Vì dân chủ là dân chủ mà Cộng hòa là Cộng hòa, mà chúng nó đem trộn giữa dân chủ và Cộng hòa. Cho nên chúng ta biết là cái từ ngữ này là một cái ma mị để lừa gạt người dân mà thôi. Cho nên chúng nó là một cái chế độ Cộng sản tàn ác, vô nhân tính. Nhưng mà dùng cái chữ của thể chế tự do và ghép lại với nhau để ra một cái gọi là Việt Nam, mà chúng nó tự dựng lên là Việt Nam. Thì chúng ta nghe cái chữ Việt Nam là tưởng của nước Việt Nam, phải không? Rồi thêm cái dân chủ rồi Cộng hòa nó trộn ở trong đó. Cho nên là người dân Việt Nam của chúng ta hãy nhìn thấy rằng chúng nó ăn cắp từ ngữ của thế giới tự do và đem trộn lại với nhau. Cho nên Việt Nam của chúng ta là cái thể chế Việt Nam Cộng hòa, mà dân chủ là dân chủ, chứ không phải là dân chủ với Cộng hòa mà trộn với nhau như vậy. Cho nên từ chỗ đó, ở Hoa Kỳ chúng ta thấy là cái đảng Dân Chủ và đảng Cộng hòa nó khác nhau một trời một vực, phải không quý vị? Chứ không có chung với nhau. Nhưng mà Cộng sản Việt Nam lừa người dân, lượm hai cái chữ đó ghép lại với nhau để cho người dân tưởng là Cộng sản là tự do. Nhưng không quý vị, Cộng sản là một cái chế độ, Cộng sản là một cái chính sách Cộng sản rất là tàn ác nha quý vị. Nếu mà người dân biết được thì chúng ta phải tránh nó đi, để không thôi là chúng ta vô tình làm lợi cho Cộng sản đó quý vị. Vì cái đảng này nó chỉ phục vụ cho đảng mà thôi, chứ không phục vụ cho dân. Nhưng mà ăn cắp những cái từ ngữ của thể chế tự do để mà ghép lại với nhau và cho người dân tưởng lầm là chúng nó tự do nha quý vị. Xin thưa là không, chúng nó là một cái đảng độc tài, đảng trị và vô thần nghe quý vị, vô nhân tính, rất là ác độc. Và Tàu Cộng đứng sau cái đảng này, cho nên chúng nó lập ra cái tên đảng như vậy, tên như vậy để lừa người dân mà thôi. Cho nên chúng ta phải biết được mà đừng có mê mờ, để cuối cùng là chúng nó đang hại chúng ta mà chúng ta lại làm lợi cho chúng nó nữa đó quý vị. Nghe đến đây, chị cũng giống như bao nhiêu người bạn của tôi bảo: em nói nhỏ nhỏ, tụi công an nó cầm đầu em bây giờ. Quý vị thấy cái câu nói này nó chính xác không? Bây giờ ở Việt Nam là như vậy đó quý vị. Chúng nó hù người dân đó, cho nên người dân sợ. Tôi bình tĩnh vì tôi hiểu được nỗi sợ của chị. Chị không giống những người bạn của tôi, vì sợ liên lụy nên mọi người dần dần xa lánh, xem tôi là kẻ phản động. Quý vị thấy không? Chính xác luôn quý vị. Tất cả những người dân á, chúng tôi tội nghiệp lắm. Tội nghiệp là vì Cộng sản hù dọa đó, cho nên sợ. Sợ rồi cuối cùng á, là giống như tưởng lúc nào ở đằng sau lưng mình cũng có một cái bóng Cộng sản đang rình rập đó. Cho nên sợ đến độ mà mình tự chui vào chỗ chết luôn đó. Nó đau khổ như vậy. Cho nên mà chưa, còn thêm cái màn sợ rồi những người mà biết người ta tham gia vào chính phủ á, thì lại xa lánh người ta, tại vì sợ liên lụy. Quý vị thấy không? Nó độc ác đến mức độ mà nó làm cho người dân bây giờ trở thành vô cảm luôn đó quý vị. Thành ra rất là đau khổ luôn. Người ta là những người chính nghĩa, người ta muốn cứu dân, cứu nước, mà Cộng sản nó hù dọa đến độ mà ngay cả những người mà hiền lành, những người dân hiền lành lại sợ những người theo chính phủ, rồi xa lánh luôn. Như vậy là chúng tôi thấy rất là đau lòng khi mà người dân Việt Nam nếu mà không nhìn ra được sự thật của vấn đề thì cuối cùng chúng ta bị chúng nó tiêu diệt đó quý vị. Nó không đơn giản đâu quý vị. Còn chị ít nhiều cũng mang dòng máu của người lính Việt Nam Cộng hòa, nên có sẵn lòng can đảm. Chị cũng hiểu được tình hình và thực trạng đất nước Việt Nam hiện nay. Vừa nói đến đây, tôi mở những tài liệu, video để nói lên tội ác của Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam tay sai cho chị xem. Tôi nói tiếp: nhiều lúc em càng nghĩ vừa thương vừa trách người dân mình. Thương vì đến giờ phút này cũng còn bị Cộng sản nó nhồi nhét tư tưởng,
Nó dùng tiền để mua chuộc 800 báo đài Việt Nam để tuyên truyền dối trá, ru ngủ người dân để luôn tin vào đảng, tin vào chế độ vô thần, phản dân, hại nước. Trách vì người dân, đặc biệt là giới trẻ, họ không mãi mãi suy nghĩ về vận mệnh của đất nước. Họ quá thờ ơ trước sự việc xảy ra hàng ngày trên quê hương. Trước những bất công của xã hội, họ chỉ biết lao vào rượu chè, cờ bạc, ma túy. Chị thấy đó, Hồ Chí Minh là một tên trùm cộng sản khát máu. Bản chất hắn không phải là người Việt, mà chỉ là tên gián điệp của Tàu. Tất nhiên là làm theo lệnh của Tàu. Cho nên khi xâm nhập vào đất nước chúng ta, hắn cầm đầu băng đảng Cộng sản Việt Nam là những tên nhu nhược. Vì lợi ích của bản thân mới chấp nhận làm tay sai của hắn. Năm 1945, thừa lệnh của Tàu Cộng dùng thủ đoạn thâm độc, lấy củi đậu, nấu đậu, dùng người Việt, giết người Việt, gây ra nạn đói. Do nghe theo lời tuyên truyền của chúng, xúi dân chúng chống đối việc trưng mua lúa gạo, xúi dân đánh phá các kho lúa, chúng chặn đường và cướp lương thực khi xe chở gạo từ miền Nam ra. Hậu quả là một nạn đói khủng khiếp khiến 2 triệu người chết. Rồi từ những năm 1953 đến năm 1956, Hồ Chí Minh thi hành chỉ thị của Tàu thực hiện cải cách ruộng đất. Con tố cha, vợ tố chồng, anh em họ hàng tố nhau, khiến 200.000 người bị chết. Hậu quả không những thiệt hại về người mà còn làm băng hoại đạo đức và văn hóa dân tộc. Đến vụ thảm sát Tết Mậu Thân năm 1968, gọi là cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 68, quân đội Cộng sản Bắc Việt đã đồng loạt mở cuộc tấn công, pháo kích vào Huế, Hội An, Cai Lệ, vi phạm trắng trợn lệnh hưu chiến, phá tan bầu không khí vui xuân đón Tết thiêng liêng cổ truyền của người dân Việt. Chúng đã tàn phá gây chết chóc tan thương chỉ sau khoảng 28 ngày đêm chiếm đóng. Trước khi rút chạy, Việt Cộng đã xử bắn rồi chôn sống những nạn nhân trong những ngôi mộ tập thể ở nhiều địa điểm khác nhau. Bằng chứng là những mồ chôn tập thể ở Huế nằm rải rác ở nhiều nơi, tổng cộng lên tới khoảng 6.000 người. Nạn nhân trong những ngôi mộ tập thể này là những quân nhân, công chức Việt Nam Cộng Hòa nghỉ phép về ăn Tết với gia đình. Nhưng phần đông là những thanh niên, sinh viên, học sinh và dân thường bị kết tội cộng ác, cộng tác với chính quyền quốc gia hay không chịu hợp tác hoặc chống lại cách mạng. Cuối cùng là cuộc tấn công xâm chiếm miền Nam 30 tháng 4 năm 1975. Đến hôm nay, dân chúng sống trong lầm than đói khổ, đạo đức con người suy đồi, người dân thờ ơ, vô cảm, sống lây lất như những bóng ma, không biết tương lai sẽ về đâu. Tệ nạn đầy dẫy, thức ăn nhiễm độc, ung thư đứng đầu. Thức ăn nhiễm độc, ung thư đứng đầu thế giới. Đất nước như một bãi rác, hoang tàn đổ nát. Vậy mà chúng lại cho xây những tượng đài Hồ Chí Minh ở khắp mọi nơi để tiếp tục mị dân, nhằm tiếp tục cai trị, kìm kẹp người dân. Nhưng tiếc thay, từ thời đệ nhất, cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đã đưa kinh tế miền Nam Việt Nam phát triển vượt bậc trong 9 năm cầm quyền. Sài Gòn đã trở thành hòn ngọc Viễn Đông. Rồi đến thời đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, nhưng lại không biết được Hồ Chí Minh là gián điệp Tàu Cộng, nên để mất nước một cách đắng cay như vậy. Sau khi nói lên tội ác của Hồ Chí Minh và bọn đầu sỏ cộng sản tay sai,
tôi lại nói về chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để khẳng định lời nói của mình về một chính phủ đã tồn tại hơn 30 năm, chính danh, hợp pháp. Tôi cho chị xem những video, những hình ảnh chân thực của chính phủ xin lỗi, về những công hàm của Hoa Kỳ và các nước liên minh châu Âu, về cuốn hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa được ấn ký vào ngày 16 tháng 2 năm 2020, đầy đủ các quyền lợi mà người dân sau này được hưởng. Điều đặc biệt cuối cùng tôi cho chị xem là chân dung ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân, người đang lãnh trọng nhiệm tổng thống nhiệm kỳ 1 đầu tiên của chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Tôi nói tiếp, đúng là Thượng Đế, Trời Phật vẫn còn thương dân tộc Việt Nam nên đã ban ngài cho dân tộc một chiến sĩ gan dạ, dũng cảm, có lập trường chống cộng, dứt khoát, có tấm lòng yêu nước, thương dân bao la vô bờ bến, lại có trí tuệ minh sáng. Ngài có một tiểu sử rất rõ ràng, minh bạch, là người con đất Việt, được sinh ra trong gia đình nho giáo, thanh bạch tại làng Thị Nghè, tỉnh Gia Định vào lúc 8 giờ 15 phút sáng, ngày 16 tháng 9 năm 1952, là con của cụ ông Đào Thế, một sĩ quan cao cấp của thời đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, và cụ bà Nguyễn Thị Hạnh, chánh quán làng Phủ Cam, Thừa Thiên, Huế. Thời bấy giờ, ngài sinh ra đã mang sứ mệnh để giải cứu đất nước, thoát họa cộng sản và đuổi Tàu ra khỏi lãnh thổ, nên cuộc đời ngài cũng thăng trầm theo sự thăng trầm của cả dân tộc. Dừng một lúc, tôi nói, tiểu sử của ngài Đức Quốc Công như một câu chuyện dài nhiều tập. Từ từ em sẽ kể cho chị nghe, nhưng hôm nay em muốn chị được biết rõ hơn về Hồ Chí Minh. Cách đây 30 năm, chính ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã nhổ được gốc cây cổ thụ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là Hồ Chí Minh. Khi bắt Bộ Phủ nộp hồ sơ lên Cơ quan Văn hóa, Khoa học Liên Hiệp Quốc UNESCO xin vinh danh Hồ Chí Minh thành danh nhân văn hóa thế giới vào ngày 19 tháng 5 năm 1989. Lúc đó, có rất nhiều đồng bào hải ngoại, những hội đoàn, những nhân sĩ trí thức, khoa bảng yêu nước, nghe được tin này đã gửi hàng tấn lá thư để phản đối sự vinh danh này và tố cáo tội ác của Hồ Chí Minh với bốn tội đại hình. Một là cướp của, hai giết người, ba hãm hiếp phụ nữ, bốn là tội đạo văn. Nhưng Cộng sản Việt Nam rất giỏi về mặt lý luận. Khi nói Hồ Chí Minh cướp của thì Cộng sản Việt Nam nó lý luận rằng Hồ Chí Minh khi chết không đứng tên một cái tài sản nào thì làm sao quy cho Hồ Chí Minh là tội cướp của được. Tội thứ hai, khi nói Hồ Chí Minh giết người, bằng chứng là cải cách ruộng đất, giết gần 200.000 người, rồi gây chiến tranh từ năm 1945 đến 1975, chết trên 3 triệu người, thì Cộng sản Việt Nam nó lý luận rằng nếu đem chia 30 năm thì một ngày chết 130 người. Nó nói rằng đó là những người đã hy sinh để đánh Mỹ, đánh Pháp cứu nước, cho nên không thể quy cho Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh là tội giết người được. Thứ ba, tội hãm hiếp phụ nữ thì Đảng Cộng sản nó lý luận rằng tôi xin phép phải tìm được tinh trùng của Hồ Chí Minh, nơi bộ phận của người phụ nữ đó, và phải chính người phụ nữ đó đứng ra tố cáo thì mới hợp lệ. Tội thứ tư là tội đạo văn. Vì Hồ Chí Minh thường hay ăn cắp văn của người khác rồi ký tên mình vào trong đó, hoặc là y giả những danh tính rồi viết ra những lá thư rồi tự khen mình, ăn cắp những bài thơ
bài văn hay để đề tên của y trong đó. Cho nên mọi người nói xem, một tên mà vô tư cách đây như vậy, làm sao có thể trở thành danh nhân thế giới được? Một tên mà vô tư cách như vậy thì làm sao có thể trở thành danh nhân thế giới được? Thì Cộng sản nó lý luận rằng từ ngữ Việt Nam rất là phong phú, cho nên nó nói người quốc gia chúng ta đấu tranh vì nền hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc, thì chúng nó cũng đang tranh đấu như vậy, thì từ ngữ nó sử dụng có khác gì nhau đâu. Cho nên không thể nói là ai ăn cắp của ai được. Như vậy, xem như tội thứ tư của Hồ Chí Minh cũng không được rõ ràng. Trước Liên Hiệp Quốc, không thể nói suông được, mà phải có đủ bằng chứng để chứng minh. Coi như bốn tội đại hình của Hồ Chí Minh đều không đủ bằng chứng để kết án. Xem như những nhà ái quốc, đồng bào tị nạn Cộng sản đều bó tay, tuyệt vọng. Trong khi Cộng sản thì đang rất vui mừng vì nó nghĩ sẽ chiến thắng trận này. Vì Hồ Chí Minh chẳng những là lãnh tụ Việt Nam mà còn y giữ vai trò quan trọng, đó là đề nhị phó chủ tịch của Đảng Cộng sản quốc tế. Cho nên nếu Hồ Chí Minh được vinh danh thì Tàu nó sẽ lấy Việt Nam ngay tức khắc. Và có lẽ đến ngày hôm nay mình là thuộc địa của Tàu rồi. Quý vị thấy ở cái giai đoạn này, nếu mà đem Hồ Chí Minh ra vinh danh là danh nhân thế giới thì bây giờ Việt Nam đã thuộc Tàu rồi đó quý vị. Quý vị phải thấy được cái sự quan trọng của Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã cứu dân Việt Nam như thế nào mà quý vị thờ ơ nha quý vị. Quý vị biết nếu mà không nhờ Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lúc đó thì bây giờ Việt Nam đã điêu tàn dưới cái Cộng sản Tàu rồi đúng quý vị, chứ không có còn bình thường như ngày hôm nay đâu. Cho nên Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đang nắm chủ quyền của đất nước Việt Nam, và chúng ta mới được ngày hôm nay là còn bình yên đó nghe quý vị. Chứ đừng có tưởng là tự nhiên mà Cộng sản nó thương dân Việt Nam đâu. Chúng nó ở dưới bàn tay của Tàu Cộng và chờ cơ hội để cướp nước Việt Nam và chờ cơ hội để giết dân Việt Nam đó quý vị. Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đang bảo vệ người dân tối đa luôn đó quý vị biết hay không. Cho nên quý vị đừng có thờ ơ vô cảm, vì chúng ta phải ghi nhớ công ơn của Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Ngài đã hy sinh tất cả cuộc đời của Ngài để dành trọn cho toàn dân Việt Nam đó quý vị, chứ không có đơn giản đâu nghe quý vị. Mà ngay cả bên cạnh sự hy sinh của Ngài còn có phu nhân cũng hy sinh để cho Ngài dấn thân cứu nước đó quý vị. Cho nên sự chịu đựng của phu nhân cũng là một cái sự chịu đựng quá là cao quý mà người dân Việt Nam của chúng ta đều phải mang ơn, và chúng ta phải ghi nhớ công ơn này và phải làm gì cho đúng với cái quyền lợi và trách nhiệm của người dân của chúng ta để đem tự do về cho đất nước Việt Nam nha quý vị, chứ không có phải đơn giản nha, đừng có thờ ơ quý vị ơi. Trong thời khắc gần như tuyệt vọng của cả dân tộc và sự ngạo nghễ đón chờ chiến thắng của Tàu Cộng cùng đám tay sai của chúng là Cộng sản Việt Nam, sự xuất hiện của Ngài Đức Quốc Công thật đúng lúc. Ngài đã ẩn nhẫn chờ thời cơ tối hậu này mới ra tay. Ngài đã họp những nhà yêu nước, những nhà ái quốc đã từng gửi hàng tấn thư lên Liên Hiệp Quốc kiện về bốn tội đại hình của Hồ Chí Minh. Bằng tài trí và mưu lược, Ngài Đức Quốc Công mới vận dụng vào đó. Ngài nhân danh cộng đồng đến gặp ủy ban xét duyệt và đưa ra vấn đề là xin xác nhận nhân thân của Hồ Chí Minh. Với trí tuệ và đòn đánh chí tử vào tử huyệt của chúng, Ngài Đức Quốc Công đòi Cộng sản Việt Nam trưng ra dấu vân tay của Hồ Chí Minh đang hoàng tại Ba Đình so với dấu vân tay của Nguyễn Ái Quốc còn lưu tại Sở Liêm Phóng phòng nhì của Pháp, để chứng minh là một người
hai người đó phải là một người mới được nha quý vị. Để chứng minh là một người thôi, là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh phải chứng minh được. Và tất nhiên Cộng sản Việt Nam không dám trưng dấu vân tay của Hồ Chí Minh. Ra cơ quan văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO vì sợ bị lòi ra lý lịch giả mạo của Hồ Chí Minh. Do đó mà hồ sơ xin vinh danh Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới đã bị quăng vào sọt rác, coi như chiếc mặt nạ của Hồ Chí Minh đã bị Ngài Đức Quốc Công lột ra và rơi xuống đất. Đúng, không có sự dối trá nào tồn tại mãi với thời gian, đúng không quý vị? Cái gì thật thì nó mới tồn tại với thời gian, còn giả thì đương nhiên nó phải lòi ra rồi đó quý vị. Ngài Đức Quốc Công đã xóa đi mối nhục ngàn thu khôn rửa, phá vỡ âm mưu ly miêu tráo chúa của Tàu Cộng, cùng với sự bán rẻ lương tâm của bọn đầu sỏ tay sai Cộng sản Việt Nam. Không những đã đánh trúng mà còn đánh đúng vào bộ đầu não của chúng. Đây được coi là chiến lược thần kỳ, một cuộc chiến sống còn của cả dân tộc mà chúng không tài nào đỡ được. Chính sự kiện hồ sơ xin vinh danh danh nhân thế giới của Hồ Chí Minh bị vứt vào sọt rác này đã làm tên Lê Đức Thọ, cố vấn ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tức đến nỗi thổ huyết và chết tại Paris ngày 13 tháng 10 năm 1990. Có thể nói, từ giây phút này, Ngài Đức Quốc Công đã trở thành tử thù của Cộng đảng. Từ thắng lợi đó, Ngài đã phổ biến chiến dịch ký đạp mặt Hồ Chí Minh và hàng trăm ngàn người trong các trại tị nạn nhiệt liệt hưởng ứng ký đạp mặt Hồ Tập gửi về cho phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ. Lúc đó, Ngài là chủ tịch. Nhờ tài trí của Ngài mà thần tượng Hồ Chí Minh do Đảng Cộng sản Việt Nam thêu dệt lên đã bị giật sập, nên có câu vè lăng tay già Hồ là mồ chôn Cộng Việt. Sau đó, Ngài đưa tiếp sách lược Duy Thật Là Cộng đã giúp nhiều cán bộ đảng viên Đảng Cộng sản thức tỉnh, ly khai và gia nhập Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Đây là thành quả rất quan trọng trong sách lược triệt tiêu Cộng sản của Ngài. Từ phương châm chiến lược đó, Ngài cũng lại đề ra đạp Cộng chết sẽ hết Cộng sống. Tất cả những gì Cộng sản tuyên truyền chỉ là láo xạo, mớ tư tưởng pha trộn, hỗn loạn của Marxist đã bị phá vỡ, trở thành lạc hậu trước đà tiến bộ của nhân loại. Sự hoang tưởng cuồng dại đó chỉ còn là một quả bóng mà bất kỳ một cây kim nhỏ nào cũng có thể chọc thủng. Hình nộm Cộng sản Việt Nam và cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kia đều là sản phẩm của Hồ Chí Minh theo lệnh Tàu Cộng nặng ra. Sau khi Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời hiện diện trên quê hương Việt Nam, chỉ cần kiểm nghiệm yếu tố di truyền DNA lấy từ xác già Hồ đang hoàng tại Ba Đình để so sánh với DNA lấy từ di thể của cụ Nguyễn Sinh Sắc đang chôn tại Cao Lãnh, Đồng Tháp, sẽ có chứng thực khoa học rõ ràng. Khi sự thật này được phơi bày, đồng nghĩa gốc rễ của chủ nghĩa Cộng sản trên quê hương thân yêu Việt Nam của chúng ta sẽ tan rã mà không cần phải tốn phí mồ hôi xương máu. Đồng thời, các hợp đồng phi pháp do gian đảng Cộng sản xảo trá ký kết với nhau đều trở thành vô nghĩa và phi pháp. Vì vậy, chúng ta sẽ lấy lại được tất cả những gì thuộc về chúng ta từ của cải, tiền bạc, cương thổ, đất, đảo, tài nguyên phong phú và mỏ
dầu khí khổng lồ trong thềm lục địa để cùng chia cho dân Việt thụ hưởng. Nhưng đó là việc của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời của Ngài Đức Quốc Công. Còn nhiệm vụ của người dân chúng ta là phải mạnh mẽ đứng lên trưng cầu dân ý ủng hộ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời ký đạp mặt Hồ Chí Minh để cất lên tiếng nói là chúng ta không muốn chung sống với Cộng sản nữa. Cuộc chuyện trò dừng lại. Tôi thấy sắc mặt của chị đã đổi. Có lẽ chị đã hiểu và quan trọng chị là người có tấm lòng biết lắng nghe, biết thấu hiểu, có tâm trong sáng mới nhìn ra vấn đề được như vậy. Tôi hẹn chị lần sau sẽ kể tiếp cho chị nghe về tiểu sử của Ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam, vì cứu tinh của dân tộc Việt Nam, do đồng nghiệp A0001. Bây giờ tất cả quý vị người Việt Nam của chúng ta hãy làm một cái điều đơn giản thôi, đó là trưng cầu dân ý từ 3 đến 5 phút trên điện thoại cầm tay, thì chúng ta sẽ ngồi đó mà chờ đợi cái ngày thử DNA của Hồ Chí Minh đang hoàng tại Lăng Ba Đình và ở cái chỗ chôn của ba của Nguyễn Ái Quốc là ông Nguyễn Sinh Sắc. Thử cái DNA đó thì chúng ta sẽ biết được sự thật là Hồ Chí Minh là người Tàu. Thì nếu người dân Việt của chúng ta muốn có ngày đó sớm nhất thì người Việt chúng ta hãy trưng cầu dân ý để chúng ta chờ đón những cái ngày mà quốc tế sẽ đưa ra những sự thật do chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đang lãnh đạo và song hành với Hoa Kỳ, thì sự thật sẽ được phơi bày cho toàn dân Việt Nam và toàn thế giới biết. Quý vị, không có gì giấu được dưới ánh sáng mặt trời cả quý vị. Cho nên chúng ta còn mặt trời soi sáng thì ánh sáng mặt trời sẽ soi rọi qua từng kẽ lá luôn quý vị, không có thể giấu được đâu. Cho nên là những ngày sắp tới người dân Việt Nam nên hưởng ứng trưng cầu dân ý và ký đạp mặt Hồ Chí Minh, Hồ Mao, thì chúng ta cái ngày khải hoàn khao sẽ đến rất gần nha quý vị, không có xa đâu. Mà người dân Việt Nam của chúng ta, chúng tôi biết là người dân Việt Nam của chúng ta có một cái tinh thần rất là khí khái và anh hùng từ ngàn xưa lận. Cho nên cho đến bây giờ chúng ta đừng bao giờ quên đó là nguồn gốc, nguồn cội của người dân Việt Nam của chúng ta. Đừng để cho Cộng sản phải xóa đi tất cả những gì tốt đẹp của dân tộc Việt Nam của chúng ta nghe quý vị. Cho nên chúng ta phải thương yêu nhau, đoàn kết lại, vì Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lấy lại đất tổ và không làm khổ dân bằng hai chữ thương yêu. Và chúng ta hãy thực hiện vấn đề đó để chúng ta sẽ tìm đến một cái ánh sáng cuối đường hầm do Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đang đem đến cho toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta nha quý vị. Bây giờ kính mời quý vị cùng nghe một bài thơ của Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Bút hiệu của Ngài là Nam Quán. Tấm lòng của Ngài đối với người dân Việt Nam bằng tất cả cái sự hy sinh của Ngài trong những cái bài hát hay là bài thơ của Ngài đều nói lên sự thương yêu của Ngài đối với người dân Việt Nam vô bờ bến đó quý vị. Chúng ta đừng có phụ lòng Ngài nha quý vị, và chúng ta phải thể hiện được cái sự chia sẻ với tấm lòng của Ngài để chúng ta cùng nhau đoàn kết lại, mà người dân Việt sẽ đoàn kết lại thành một khối để chống Tàu nha quý vị. Chúng tôi hy vọng rằng người dân Việt Nam sẽ nói với nhau để mà đoàn kết lại để chúng ta trưng cầu dân ý. Bây giờ
mời tất cả quý vị nghe bài thơ của ngài Nam Quán, là ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân thức giấc. Kính mời tất cả quý vị cùng nghe. Bài thơ thức giấc. Nửa đêm thức giấc nhớ dân ta đau khổ đọa đày bởi ác ma. Tuổi trẻ chui cầu bơi rác thôi, ông già có cần kéo mình ra. Gái thương cha mẹ không vùi dập, trái hận cuộc đời tri xót xa. Đất nước tương lai mờ mịt quá, lòng này đau quặn vết thương nhà. Nam Quán, tháng 11 năm 1987. Đất nước tương lai mờ mịt quá, lòng này đau quặn vết thương nhà. Quý vị thấy đó, ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lúc nào cũng canh cánh bên lòng thương yêu người dân Việt Nam vô bờ bến. Mặc dù ngài đang ở hải ngoại, cái cuộc đời, cuộc sống của ngài rất là sung sướng và đầy đủ, nhưng tại sao ngài lúc nào những cái lời thơ của ngài cũng nói lên tấm lòng thương yêu người dân Việt Nam vô bờ bến? Vì sao quý vị biết hay không? Vì người dân Việt Nam hiện tại đang đau khổ triền miên mà không thoát ra được cái chế độ cộng sản tàn ác vô nhân tính. Ngài không có thể yên thân khi mà được sống một cuộc sống đầy đủ mà quên đi những người dân của mình đang sống một cuộc đời lầm than đau khổ. Cho nên đất nước tương lai mờ mịt quá, lòng này đau quặn vết thương nhà. Tương lai, nhìn về tương lai của đất nước Việt Nam là một màn đêm đen tối. Cộng sản Việt Nam đang thực hiện theo những cái gì mà cộng sản Tàu đang chỉ thị. Cho nên từ chỗ đó, người dân Việt Nam chỉ có khổ, khổ và lầm than mà thôi, không thể ngóc đầu lên được. Và hiện tại, ngài đang cứu người dân Việt Nam. Chúng ta đừng nên thờ ơ, vì ngài đã tìm hết mọi cách để cứu người dân Việt Nam của chúng ta. Mà nếu người dân thờ ơ, đó là người dân quá vô cảm vì đã bị cộng sản nhồi nhét, nhồi sọ quá nhiều. Nhưng chúng ta phải chứng minh một điều, người dân Việt Nam bây giờ dù trong những đau khổ nghiệt ngã của cuộc đời vẫn có thể vực đứng dậy và tìm về con đường tự do no ấm mà ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã đưa đến cho toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta bằng lá phiếu trưng cầu dân ý và ký đạp mặt tên Việt Giang Hồ Chí Minh đang nằm tại Lăng Ba Đình, và đó không phải là người Việt. Và chúng ta đang có một người Việt Nam chính gốc, có lý lịch rõ ràng, có nhân thân của ngài rõ ràng, là ngài sinh tại Việt Nam và đi học lớn lên tại Việt Nam. Và chúng ta cũng nên hiểu rằng ngài là do trời Phật Thượng Đế đưa xuống để cứu người dân Việt Nam của chúng ta. Cho nên
Tiểu sử của ngài là một truyện dài nhiều tập mà rất ly kỳ, cho nên người dân Việt Nam của chúng ta hãy trưng cầu dân ý tham gia ký đạp mặt tên Việt Giang Hồ Chí Minh và tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để có cơ hội giúp dân cứu nước, hỗ trợ với ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đem đệ tam Việt Nam Cộng Hòa về cho đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ bước vào một cái niên kỷ mới, một cái kỷ nguyên tân dân chủ và bước vào thời Thượng Quân Thánh Đức. Người dân Việt Nam sẽ không còn khổ sở nữa vì chúng ta đang có hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Ngài Đức Quốc Công thương yêu người dân Việt Nam và lo lắng cho người dân Việt Nam trong từng em bé lẫn quý vị, cho nên chúng ta cần tìm để đọc cái cuốn Hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đang có trên mạng truyền thông hoặc là các cơ quan truyền thông của chính phủ cũng đã phổ biến đọc Hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên người dân phải tìm hiểu, đừng thờ ơ và đừng làm ngơ. Vì khi chúng ta thờ ơ và làm ngơ, chẳng khác nào chúng ta tự diệt vong đó nghe quý vị. Cộng sản Tàu không bao giờ để cho người dân Việt chúng ta ngóc đầu lên đâu nghe quý vị. Bây giờ trước khi chấm dứt chương trình, chúng tôi kính mời quý vị cùng nghe bài hát quen thuộc, đó là bài hát Trưng Cầu Dân Ý. Kính mời quý vị cùng nghe. Phò trợ cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa sớm lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, do ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo. Tôi, chuẩn tướng Kim Huỳnh, xin trân trọng kính chào tạm biệt ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, kính chào quý đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Trước khi chấm dứt chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị
cùng cất cao lời thề son sắt do Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã truyền dạy. Dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân, nhân dân Việt bất ly, bất ly. Trân trọng kính chào.